rể quý trời cho. Chương 921, xin giúp đỡ. Mọi người nhà họ Chu đều có vẻ cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diệt, dù Chu Trọng Quang chết trên tay Lâm Thanh Diệt, nhưng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủ đoạn vừa rồi của Lâm Thanh Diệt thật quá kinh khủng, Chu Trọng Quang cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diệt, bọn họ làm sao có thể đối phó Lâm Thanh Diệt. Sau khi thu lấy trận bàn đó, Lâm Thanh Diệt quay đầu nhìn mấy người nhà họ Chu, hỏi các người còn muốn động thủ với tôi sao? Mọi người nhà họ Chu đều quay đầu liếc nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu với Lâm Thanh Diệt. Cái chết của cậu chủ nhà họ Chu các người là do cậu ta tự tìm, không tin các người có thể tự mình đi xem camera giám sát của nhà hàng Xuân Hiên, nếu các người cảm thấy chuyện này tôi làm không đúng thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi báo thù. Dứt lời, Lâm Thanh Diệt quay người đi về phía Chu Tước, bây giờ Chu Trọng Quang đã chết, hội giao lưu pháp thuật này chắc chắn không thể tiếp tục tổ chức nữa. Lần này Lâm Thanh Diện đã đạt được mục đích, thậm chí còn có thu hoạch ngoài dự định, tất nhiên không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới, Chu Tước vội nói, anh vừa bị thương đừng vội. Tu dưỡng một thời gian là được rồi, chúng ta đi thôi, về khách sạn trước. Lâm Thanh Diện mở miệng. Chu Tước khẽ gật đầu, đi theo Lâm Thanh Diện ra ngoài. Mọi người ở đây đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Diệt, vội tránh đường ra cho anh đi, lúc này, không còn ai dám xem thường sự tồn tại của Lâm Thanh Diệt nữa. Sau khi Lâm Thanh Diệt rời khỏi hội trường, mọi người mới dám lớn tiếng nghị luận một chút. Nhìn thằng bé đó khá quen, luôn cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi nhớ ra rồi, cậu ta chính là Lâm Thanh Diệt ở kinh đô đó, trước kia một mình chống năm gia tộc lớn trong giới võ đạo. Trời ơi! Tên này có thiên phú về võ đạo mạnh như vậy, hiện lại cho thấy bản lĩnh ngự kiếm, đây rốt cuộc là người khác thường thế nào chứ? Đây mới thật sự là rồng trong loài người, những thiên tài trong miệng chúng ta chẳng qua chỉ là rác rưởi so với cậu ta, lần này dù nhà họ Chu có muốn báo thù cũng không thể, đụng tới kẻ mạnh như thế này, chỉ có thể nén giận mà thôi. Hai người Lâm Thanh Diện và Chu Tước trên đường trở về. Anh có cảm giác được hình như có người theo dõi chúng ta hay không? Chu Tước lặng lẽ hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, không cần để ý, trước hết để bọn họ đi theo đi, đúng lúc tôi cũng đang định đích thân tìm bọn họ. Anh biết người đi theo chúng ta là ai sao? Chu Tước hỏi. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, nói, là hai ông cháu nhà họ Ngô. Bọn họ bọn họ đi theo chúng ta làm gì? Chẳng lẽ muốn báo thù thay nhà họ Chu sao? Vẻ mặt Chu Tước nghi hoặc. Không rõ lắm. Nhưng chắc không phải báo thù cho người nhà họ Chu, vừa vặn tôi có hứng thú với sách cổ của nhà họ Ngô, nên tạm thời cứ để bọn họ đi theo đi. Lâm Thanh Diện hờ hững nói. Chu Tước khẽ gật đầu, dù sao có Lâm Thanh Diện ở đây, cô ta cũng không cần lo lắng gì cả. Chỉ là nghĩ đến sau khi chuyện này kết thúc, Lâm Thanh Diện sẽ quay về Kinh Đô, mà cô ta chắc chắn phải quay về Chúng Thần Điện, trong lòng Chu Tước cảm thấy hơi mất mát. Thời gian này, ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, cô ta cảm nhận mình có tình cảm khác với Lâm Thanh Diện. Đàn ông ưu tú như vậy, dù là ai sau khi tiếp xúc đều sẽ bị rung động. Đáng tiếc Lâm Thanh Diện đã có vợ rồi, nếu cô ta thật có suy nghĩ khác với Lâm Thanh Diện thì cũng không thể phát sinh cái gì với anh. Như vậy, chẳng bằng sớm chặt đứt suy nghĩ này, loại chuyện này càng hãm sâu vào, bản thân sẽ càng tổn thương. Hai người nhanh chóng về tới trước cửa khách sạn, lúc này Lâm Thanh Diện mới ngừng lại, quay người nhìn về một chỗ phía sau mình. Mở miệng nói, ra đi, đã dọc đường theo dõi rồi, có chuyện gì nói ở trước mặt đi. Ngô Dung và Ngô Bội Nghiên từ phía sau bồn hoa đi ra, ánh mắt Ngô Bội Nghiên nhìn Lâm Thanh Diện có chút lấp lóe, rõ ràng cô ta cảm thấy hổ thẹn vì thái độ và lời nói của mình trước kia đối với Lâm Thanh Diện. Sau khi hai người tới trước mặt Lâm Thanh Diện, Ngô Dung vẻ mặt đầy cung kính nhìn Lâm Thanh Diện, nói, bạn nhỏ Lâm Thanh Diện, thật xin lỗi vì chúng tôi đã theo dõi hai người, nhưng chúng tôi đúng là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nên xin bạn nhỏ Lâm Thanh Diện bỏ qua cho. Chuyện quan trọng muốn nhờ. Tôi cảm thấy hai người nên mời người tài giỏi khác đi. Có lẽ hai người có thể đi tìm người nhà họ Chu. Dù sao nhà họ Chu cũng có uy thế trong giới pháp thuật. Lâm Thanh Diện cười nói, ánh mắt quét về phía Ngô Bội Nghiên. Ngô Bội Nghiên vẻ mặt hết sức bối rối. Cô ta biết Lâm Thanh Diện đang nhạo báng thái độ trước đó của cô ta. Nhưng cô ta đúng là coi thường Lâm Thanh Diện, hơn nữa có chút tự cho là đúng. Nên không hề bất mãn với sự chế giễu của Lâm Thanh Diện. Huống hồ bây giờ bọn họ còn phải cầu Lâm Thanh Diện hỗ trợ, nên cô ta càng không thể tức giận vì lời của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện,
Trước kia là do tôi quá ngu ngốc, cho nên mới nói như vậy, xin anh đừng để ở trong lòng, là do tôi quá tự cao, chỉ cần anh chịu giúp chúng tôi, mặc kệ anh bảo tôi làm gì, tôi đều bằng lòng. Ngô Bội Nhiên vội xin lỗi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lạnh lùng lườm cô ta một cái, nói thái độ cô thay đổi đúng là chóng mặt, nhưng sao các người biết tôi có thể giúp các người? Chị tôi đã trúng độc hồn, chỉ có thần hồn lực mới có thể giải trừ, lúc đó ông nội đã nói anh đã dùng bản lĩnh thần hồn ngự kiếm, người có bản lĩnh này chắc chắn có được thần hồn, chúng tôi đã tìm rất lâu, nên xin Na nhất định phải giúp chúng tôi một tay, chỉ cần anh đồng ý cứu chị tôi sẵn sàng dâng ra tất cả. Dứt lời, Ngô Bội Nhiên lập tức quỳ gối trước mặt Lâm Thanh Diện, vẻ mặt đầy cầu khẩn. Nếu anh cảm thấy trước đó tôi đã mạo phạm anh, tôi sẵn sàng nhận trừng phạt vì lỗi lầm của mình, dù anh muốn mạng tôi cũng được, chỉ cần anh đồng ý cứu chị tôi. Nhìn thấy Ngô Bội Nhiên đột nhiên quỳ xuống, lông mày Lâm Thanh Diện giật một cái, không ngờ cô gái này lại sốt ruột như vậy, nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc rất muốn cứu tính mạng chị mình. Ngô Dung cũng bất đắc dĩ thở dài, nói con bé này ăn nói không biết chừng mực, nên đã khiến cậu Lâm Thanh Diện tức giận, thật ra tâm địa nó không xấu, hơn nữa chúng tôi đúng là đã cùng đường mặt lộ, trước khi gặp được cậu, chúng tôi thậm chí hoài nghi trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là thần hồn. Thấy Ngô Dung nói vậy, Lâm Thanh Diện nói, sao ông chắc chắn tôi có thần hồn lực như các người nói, ngộ nhỡ chỉ là trùng hợp thì sao? Điều này chắc chắn không sai, nếu tôi đoán không sai, hiện thanh kiếm kia của cậu đang ở trong đầu cậu nhỉ? Ngô Dung mở miệng. Ánh mắt Lâm Thanh Diện trầm xuống, xem ra lời của Ngô Dung đúng là không phải dọa người, ông ta thật biết một số chuyện liên quan tới thần hồn này. Suy nghĩ một chút, Lâm Thanh Diện liếc nhìn Ngô Bội Nhiên, mở miệng nói, cô đứng lên trước đi, tôi đang bị thương, cần nghỉ ngơi, có lời gì đi vào hãy nói. Chương 922, cách tu luyện thần hồn. Trong khách sạn, ở phòng khách của phòng Lâm Thanh Diện, Ngô Dung và Ngô Bội Nhiên đều đang căng thẳng ngồi trên sofa. Lúc này Lâm Thanh Diện đang hồi phục lại vết thương trên người, Chu Tước đứng bên cạnh anh, tránh Ngô Dung và Ngô Bội Nhiên đột nhiên ra tay làm khó. Một lúc lâu sau, cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng mở mắt ra, thở dài một hơi, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Sức khỏe của anh tốt hơn người bình thường rất nhiều, nên cho dù có bị thương, hồi phục cũng rất nhanh. Bây giờ, về cơ bản anh đã ổn định được tình hình của bản thân, sau đó chỉ cần từ từ hồi phục trong một khoảng thời gian là không còn gì đáng ngại nữa. Lâm Thanh Diện quay sang nhìn Ngô Dung và Ngô Bội Nhiên, rồi hỏi, mấy người đã nghi ngờ trên thế giới này không có thứ gọi là thần hồn, thì sao có thể chắc chắn cái của tôi là thần hồn được chứ? Theo tôi biết, có không ít người có thể điều khiển đồ vật trong không khí, mấy người không sợ nhận lầm sao? Sách cổ nhà họ Ngô chúng tôi có ghi chép rất kỹ về thần hồn, nếu anh không thể chắc chắn cái của mình có phải thần hồn hay không, thì tôi có thể nói một chút về đặc điểm của thần hồn, anh xem có ứng với nó không thì sẽ biết. Ngô Dung cười với Lâm Thanh Diện, rồi nói tiếp, người có thần hồn, trong đầu sẽ sản sinh thần phách dựa vào cơ sở hình tượng của họ, thần phách này là cơ sở của thần hồn, tương đương với bản thân phiên bản thu nhỏ, thần phách càng mạnh, thần hồn lực cũng càng mạnh. Hơn nữa người có thần hồn, có thể phát ra thần lực cảm nhận được tình huống xung quanh, phàm là những nơi bị thần hồn che giấu, đều sẽ xuất hiện trong đầu của những người sở hữu thần hồn, do dù mắt của họ có không nhìn thấy, cũng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi xung quanh, thậm chí còn rõ ràng hơn so với những người mắt sáng. Đây chỉ là tác dụng cơ bản của thần hồn, nếu sở hữu được cách tu luyện của thần hồn, có thể sử dụng nó để phát huy thực lực kinh người, hơn nữa luôn có thể khiến đối thủ trở tay không kịp, rất là mạnh. Không biết những thứ tôi nói có khớp với tình hình của anh hay không? Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc nhìn Ngô Dung, không ngờ lại bị ông ta nói trúng. Xem ra những cuốn sách cổ kia của nhà họ Ngô nói đều là sự thật. Lâm Thanh Diện nhìn Ngô Dung, rồi nói, nếu tôi đồng ý giúp mấy người có thể cho tôi thứ gì? Ngô Dung thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, biết mình đã đoán đúng, chắc chắn Lâm Thanh Diện là người sở hữu thần hồn, chỉ cần chắc chắn điều này, vậy chị của Ngô Bội Nhiên có hy vọng được cứu rồi. Chỉ cần anh có thể đồng ý cứu người, chúng tôi có thể thỏa mãn với bất cứ điều kiện nào anh đưa ra, chỉ cần chúng tôi có thể làm được. Hoặc chúng tôi có thứ anh cần, chúng tôi đều sẽ không chút do dự. Ngô Dung nói. Để Lâm Thanh Diện tin rằng cô ta thật lòng muốn nhờ Lâm Thanh Diện cứu chị mình, Ngô Bội Nhiên do dự một lúc rồi nói, cho dù anh muốn tôi hầu hạ anh, tôi cũng không oán không giận, tôi chưa từng xảy ra quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần anh cứu chị tôi có thể, mặc anh chà đạp. Nói xong, sắc mặt Ngô Bội Nhiên có chút ửng hồng, rồi cúi thấp đầu xuống.
Chu Tước nghe xong lập tức trừng lớn mắt, không ngờ Ngô Bội Nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ cô lỗi thời lắm rồi sao? Bây giờ các cô gái đều thoải mái như vậy à? Vừa tới đã muốn mặc người khác chà đạp, đúng là khiến bà cô Chu Tước này được mở mang tầm mắt. Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ, có khi nào cái danh xưng bà cô này của cô là bởi vì không theo kịp thời đại hay không nữa? Lâm Thanh Diện cũng không ngờ Ngô Bội Nhiên lại nói ra những lời như vậy, với nhan sắc của cô ta, nếu đổi thành những người đàn ông khác, rất có thể họ đã động lòng rồi, nhưng trước nay Lâm Thanh Diện không hứng thú với những chuyện thế này. Cô thì thôi, tôi cần cách tu luyện thần hồn mà hai người nói ban nãy, hơn nữa còn phải đọc hết mọi sách cổ trong nhà hai người, nếu hai người có thể đồng ý điều này, tôi sẽ đồng ý giúp hai người cứu người. Lâm Thanh Diện nói. Ngô Bội Nhiên lập tức có chút ngơ ra, cô ta không ngờ. Lâm Thanh Diện lại chẳng chút rung động với điều kiện cô ta đưa ra, từ chối cô ta giống như từ chối một món đồ anh không cần đến. Cô ta tự cho rằng nhan sắc của mình không tệ, bình thường những người đàn ông theo đuổi cô ta không có vài nghìn thì cũng có vài trăm, bây giờ cô ta chủ động dâng lên cho Lâm Thanh Diện, anh lại không chút rung động, khiến cô ta không khỏi nghi ngờ có phải bản thân mình có chỗ nào rất kém cỏi hay không. Hôm nay, chắc chắn là một ngày mà lòng tự tôn của cô ta bị tổn hại nặng nề nhất. Ngô Dung nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói, sắc mặt lập tức có chút khó xử, để Lâm Thanh Diện đọc sách cổ, chuyện này thì không có vấn đề gì, nhưng còn cách tu luyện thần hồn, anh ta buộc phải suy nghĩ thật kỹ. Sách cổ tôi có thể tùy ý để anh đọc, nhưng còn về cách tu luyện thần hồn. Nếu như không có, vậy thì thôi, Lâm Thanh Diện chắc như đinh đóng cột nói. Ngô Dung cắn răng, rồi nói, được, tôi đồng ý với anh. Mắt Lâm Thanh Diện lập tức sáng lên. Anh vốn chỉ định xem nhà họ Ngô có thứ gọi là cách tu luyện thần hồn hay không thôi, nếu như bọn họ quả thực không thể lấy ra được, dùng sách cổ để trao đổi, anh cũng có thể chấp nhận. Không ngờ nhà họ Ngô lại thật sự có cách tu luyện thần hồn, điều này đối với Lâm Thanh Diện mà nói quả thật là quá hời. Thương lượng xong xuôi, Lâm Thanh Diện và Ngô Dung, Ngô Bội Nhiên hẹn thời gian cùng nhau trở về Kinh Đô, Chu Tước lại nói với Lâm Thanh Diện cô nên trở về rồi, không đi cùng bọn họ nữa. Lâm Thanh Diện không quá bất ngờ, dù sao chuyện lần này kết thúc, Chu Tước quả thực không cần thiết đi Kinh Đô nữa. Lâm Thanh Diện lại bàn với Chu Tước việc dùng công huân đổi lấy ngưng hồn ngọc, Lâm Thanh Diện bảo Chu Tước ra một cái giá, Chu Tước lại nói Lâm Thanh Diện từng cứu mạng cô, để báo đáp ân tình này, cô sẽ giúp anh đổi ngưng hồn ngọc, tiền thì khỏi. Lâm Thanh Diện nhiều lần nói hai chuyện này không liên quan đến nhau, nhưng Chu Tước vẫn luôn khước từ, nên Lâm Thanh Diện cũng đành phải chấp nhận. Chu Tước đồng ý sau khi đổi được ngưng hồn ngọc, cô sẽ liên lạc với Lâm Thanh Diện, gửi đồ cho anh. Lâm Thanh Diện đương nhiên là rất cảm kích, có sự giúp đỡ của Chu Tước, Lâm Thanh Diện sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Chiều hôm đó, Lâm Thanh Diện và Ngô Dung, Ngô Bội Nhiên đi máy bay về Kinh Đô, Chu Tước lại một mình đi đến tổng bộ của chúng thần điện. Xuống máy bay, Lâm Thanh Diện hỏi Ngô Dung về địa chỉ nhà họ Ngô, anh phải về nhà một chuyến trước. Sau đó sẽ đến nhà họ Ngô để cứu chị của Ngô Bội Nhiên. Ngô Dung cũng không gấp rút, nói địa chỉ với Lâm Thanh Diện xong, bảo Lâm Thanh Diện hồi phục rồi đến cũng không sao, dù sao việc cứu chữa này cũng cần trạng thái của Lâm Thanh Diện ở mức độ tốt nhất. Lâm Thanh Diện cũng không nói gì nữa, tách hai người họ ra, trở về nhà chính nhà họ Lâm. Lúc Lâm Thanh Diện bước chân vào nhà chính, một bóng người có chút hù xuất hiện trước tầm mắt anh, Lâm Thanh Diện nheo mắt lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Người đứng ở trong sân lúc này, chính là người đã cho Lâm Thanh Diện kim đan cứu mạng. Chương 923, trồng cây lấy quả. Bên cạnh ông ta, là hai người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt nghiêm nghị, trên người có sát khí, khí chất của hai người này khá là hiếm gặp, cho dù là cao thủ trong giới võ đạo, cũng hiếm có loại sát khí trên người như của họ. Vừa nhìn thấy hai người này, cảnh tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Thanh Diện, chính là chiến trường. Cũng quả thực chỉ có trên chiến trường đã lâu mới có thể bồi dưỡng ra loại khí chất mang theo mùi máu nhàn nhạt này. Lâm Thanh Diện vừa bước vào, ánh mắt của hai người họ đã tập trung vào anh, quan sát kỹ lưỡng một lúc lâu, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được chỉ cần anh có chút gì đó khác thường, hai người này sẽ lập tức ra tay với anh. Chỉ có điều, khiến anh cảm thấy kỳ lạ là, anh không hề cảm nhận được nội kình của hai người này. Lúc này Hứa Bích Hoài cũng đang đứng trong sân, Tiêu Phong và Tiêu Vân cũng đang ở bên cạnh. Nhìn dáng vẻ chắc là đang nói chuyện với ông già kia, thấy Lâm Thanh Diện trở về, mắt cô sáng lên, lập tức bước đến nói, Lâm Thanh Diện, ông cụ này nói có chuyện tìm anh, nói lúc trước hai người có ước định, ông ấy đã giúp anh, mà anh phải đồng ý với ông ấy một chuyện,
giờ ông ấy đến để anh thực hiện lời hứa. Lâm Thanh Diện gật đầu, đây quả thực là điều anh từng đồng ý với ông cụ này, chỉ là từ đó về sau, ông cụ chưa từng tìm đến anh cũng dần dần quên mất chuyện này. Bây giờ thấy ông cụ đến, Lâm Thanh Diện biết giờ là lúc anh phải trả nợ rồi, anh chưa từng nghĩ đến việc trốn nợ, dù sao tính mạng của anh cũng là do ông cụ này cứu, nếu không có kim đan của ông ta, lúc ở thành phố ven biển dưỡng thương anh đã chết rồi. Hơn nữa, ông cụ này khiến Lâm Thanh Diện có một cảm giác rất thần bí, hôm nay anh vừa về kinh đô đã nhìn thấy ông cụ, chứng tỏ là ông cụ hiểu rất rõ về hành tung của anh. Có thể điều tra rõ ràng về hành tung của một người như vậy, chắc chắn không phải là một người thường. Đã lâu không gặp, ngài vẫn ổn chứ? Lâm Thanh Diện cười rồi bước về phía ông cụ. Ông cụ cười với Lâm Thanh Diện, nói, già cả rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, sao có thể so với đám thanh niên mấy cậu? Ngài thật biết nói đùa, mau vào ngồi đi, Bích Hoài, mau pha một bình trà tốt, người này là ân nhân cứu mạng của anh, nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài gật đầu rồi đi pha trà. Lâm Thanh Diện đưa ông cụ và hai người đàn ông kia đi vào trong nhà, cả quá trình này, Lâm Thanh Diện đã phóng thần hồn lực ra, cẩn thận quan sát ba người. Khi thần hồn lực kiểm tra được trên eo hai người đàn ông có súng, Lâm Thanh Diện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở nước C bây giờ còn có thể mang súng, dáng vẻ lại ung dung tự tại như vậy, e là cũng chỉ có người trong quân đội. Cũng khó trách Lâm Thanh Diện không thể cảm nhận được nội kình của hai người này, chỉ dựa vào khẩu súng trên eo bọn họ, đã đủ để khiến cao thủ tông sư cảnh chịu thua rồi. Cao thủ tông sư cảnh tuy mạnh, có thể bùng phát sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng được, nhưng bản chất vẫn là xác thịt người thường, muốn chống lại với những vũ khí nhiệt của cách mạng công nghiệp thì đúng là có chút phiền vông. Còn cao thủ hóa cảnh cao hơn tông sư cảnh một cảnh giới, tuy đã đạt đến trình độ có thể giải phóng sức mạnh ra ngoài, nhưng nếu trong tình huống không chút phòng bị nào, bị người khác dùng súng bắn trúng, vẫn khó mà giữ mạng. Dù sao hóa cảnh cũng không thể khiến da thịt của người thường biến thành mình đồng da sắt được. Nhưng nếu có sự chuẩn bị trước, cao thủ hóa cảnh giải phóng sức mạnh ra ngoài, tạo thành một lớp bảo vệ bên ngoài, vẫn có thể chống được lực của những loại súng thông thường. Dù sao thủ đoạn của cao thủ hóa cảnh, có những lúc sẽ phát ra uy lực, không hề kém so với súng đạn. Nhưng nó chỉ nhắm vào một loại súng lục của vật lý nhiệt, nếu đổi thành súng bắn tỉa, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Với trình độ hiện tại của Lâm Thanh Diện, anh cảm giác nếu anh có dốc toàn lực để chống lại, nhiều nhất cũng chỉ chống lại được uy lực của súng lục mà thôi. Có lẽ trước mắt Lâm Thanh Diện chắc chắn không thể giống với cao thủ đẳng cấp Quý Trường Thanh kia, có thể chống được uy lực của súng bắn tỉa. Đương nhiên rồi, không ai ngốc đến mức đi chống lại quân đội, vì vậy cho dù có cao thủ có thể chống lại được uy lực của súng bắn tỉa, cũng chẳng ai thử qua. Còn về vũ khí nhiệt ở cấp bậc cao hơn, chẳng hạn như súng phóng lựu, tên lửa, trừ phi là cao thủ thần cảnh mà Quý Trường Thanh từng nói, nếu không, cảnh giới võ học có cao đến mức nào đi chăng nữa, e là cũng không thể chống đỡ được. Thực lực của người luyện võ tuy mạnh, nhưng thật sự đạt đến cảnh giới kinh người có thể nói là vô cùng hiếm. Vì vậy trách nhiệm bảo vệ an nguy của đất nước vẫn thuộc về quân đội. Đến nơi, Lâm Thanh Diện bảo ông cụ ngồi xuống, hai người đàn ông kia đứng ở phía sau ông cụ, dáng người thẳng đứng, lúc nào cũng bảo vệ an toàn cho ông cụ. Lâm Thanh Diện ngồi xuống trước mặt ông cụ, nhìn ông ta rồi hỏi, không biết lần này ngài đến tìm tôi, có phải là vì ước hẹn khi đó của chúng ta không? Ông cụ cười nhìn Lâm Thanh Diện gật đầu rồi nói, đúng vậy, chuyện trên thế gian này đều có nhân quả, khi xưa ta đã gieo hạt. Giờ đã đến lúc thu quả rồi. Chương 924, đi làm huấn luyện viên. Nghe được câu trả lời của ông cụ, Lâm Thanh Diện cũng sớm có sự chuẩn bị trong lòng, hít sâu một hơi rồi nói, mạng của tôi là do ngài cứu về, theo như hẹn ước ban đầu, tôi sẽ đồng ý vô điều kiện với một yêu cầu của ngài, ngài có thể thoải mái đề ra, chỉ cần không bảo tôi đi làm chuyện phạm pháp, cho dù ngài có lấy cái mạng này của tôi đi, tôi cũng sẽ không oán giận nửa lời. Lúc này Hứa Bích Hoài pha trà xong, mang đến phòng khách, nghe thấy lời Lâm Thanh Diện nói, tim cô khẽ thắt lại. Lúc trước Lâm Thanh Diện có nói với cô về chuyện của ông cụ này, hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, nếu anh đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, chỉ là cô không nỡ để anh chết, nên cũng thấp thỏm với yêu cầu mà ông cụ chuẩn bị đề ra, muốn biết ông ta tìm đến Lâm Thanh Diện rốt cuộc là vì điều gì. Ông cụ nghe thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, sắc mặt trở nên tươi cười. Nói, xem ra năm đó quả nhiên tôi không cứu lầm người, cậu có thể nói ra những lời như vậy, đúng là không uổng phí kim đan năm đó của tôi. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng,
tôi sẽ không bảo cậu đi làm chuyện phạm pháp gì, cũng không cần mạng của cậu, khi đó tôi đưa cho cậu kim đan, cũng là giữ lại cho mình một chút hy vọng mà thôi. Mà biểu hiện của cậu sau đó, cũng quả thực ngoài dự liệu của tôi có thể nhìn thấy tư chất bất phàm của cậu, tính cách trung lập, là người sẽ làm được chuyện lớn, chỉ là không ngờ cậu lại có thể một mình chống lại năm gia tộc võ cổ, giết chết Thiên Đại Sư, đánh bại nhà họ Thượng Sam ở đảo quốc, còn giải quyết được chủ nhà họ Chu có tiếng tăm lừng lẫy trong giới thuật pháp kia. Với độ tuổi của cậu, cậu chắc chắn là thiên tài hàng đầu của nước C. Nghe đến đây, Lâm Thanh Diện cũng có chút kinh ngạc, không ngờ ông cụ này lại hiểu rõ về hành tung của anh vậy, đến việc anh làm ở đảo quốc cũng biết rõ đến thế, xem ra thân phận của ông cụ này, người thường có mà tưởng tượng nổi. Tôi càng cảm thấy may mắn hơn vì khi đó đã cứu cậu một mạng, có thể kết giao với một người có sức mạnh tiềm tàng, mạnh mẽ như cậu, đối với tôi mà nói là một chuyện rất có lợi. Ông cụ nói tiếp, mà lần này tôi đến tìm cậu, thật ra là muốn cậu theo tôi đi Bắc Cảnh, làm huấn luyện viên một khoảng thời gian, tôi tin rằng nếu có sự tham gia của cậu, những binh lính dưới tay tôi nhất định có thể lột xác. Làm huấn luyện viên, Lâm Thanh Diện kinh ngạc, không ngờ ông cụ đến tìm anh lại là vì chuyện này. Đúng vậy, ông cụ gật đầu, rồi lại cười, tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Phương Tôn, cậu có thể gọi tôi một tiếng chú Phương, hiện giờ tôi là thống soái của 3 triệu con sư tử ở Bắc Cảnh. Đồng thời là tổng chỉ huy của thần Long Vệ ở Bắc Cảnh, tôi muốn cậu làm huấn luyện viên của thần Long Vệ. Nghe thấy Phương Tôn nói vậy, sắc mặt Lâm Thanh Diện lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy đã đoán được thân phận của ông cụ này không đơn giản, nhưng xua khi nghe ông ta nói ra thân phận của mình, Lâm Thanh Diện vẫn có chút không thể ngờ tới. Anh không thể ngờ được, ông cụ đang ngồi trước mặt anh lúc này, lại là thống soái của 3 triệu tướng sĩ ở Bắc Cảnh, thân phận này tượng trưng cho điều gì, Lâm Thanh Diện hiểu rất rõ. Cho dù bây giờ anh có thực lực nửa bước hóa cảnh, hơn nữa còn đã thức tỉnh được thần hồn, nhưng đứng trước mặt đại quân 3 triệu người, anh vẫn chẳng là gì cả. Ông cụ này, chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh là có thể xóa sổ nhà họ Lâm khỏi thế giới này. Mà thần Long Vệ mà Phương Tôn nhắc tới, Lâm Thanh Diện cũng từng nghe qua chút ít, nghe đồn Bắc Cảnh có một đội quân bất khả chiến bại, mọi người trong đội quân này, đều là những tinh anh trong tinh anh, binh vương trong binh vương. Những kẻ địch muốn xâm chiếm nước C, nghe thấy tên đội quân này đều vô cùng sợ hãi. Nghe đồn những nơi mà thần Long Vệ đi qua, nước nào cũng phải cúi đầu, địa vị hiện nay của nước C, phần lớn là do bọn họ tạo nên. Không ngờ ngài lại là thống soái Bắc Cảnh, thất lễ rồi. Lâm Thanh Diện cung kính chắp tay với Phương Tôn, ánh mắt tràn ngập vẻ bội phục. Phương Tôn cười, một cái tước vị mà thôi, giờ tôi đã là một lão già rồi, vị trí này chắc cũng chẳng ngồi được vài năm nữa. Vì vậy trước khi về hưu tôi muốn nhìn thấy thần Long Vệ trở nên tốt hơn. Chú Phương, thực sự là chú đánh giá tôi cao quá rồi, thần Long Vệ đã là thần quân tung hoành ngang dọc ở Bắc Cảnh, một hậu bối chưa đủ 30 tuổi như tôi, nào xứng làm huấn luyện viên của bọn họ chứ? Lâm Thanh Diện nói, cậu không cần khiêm tốn trước mặt tôi, người trong thần Long Vệ tuy đều là tinh anh, nhưng nếu so với cậu, thì còn kém xa, với thực lực của cậu, dư sức để dạy bọn họ. Phương Tôn cười nói, sắc mặt Lâm Thanh Diện có chút phức tạp, nếu như Phương Tôn đến tìm anh để anh đánh trận trên chiến trường, thì lại không sao, nhưng bảo anh đi làm huấn luyện viên của thần Long Vệ, anh quả thực không biết mình có thể làm tốt không, dù sao anh chưa từng làm qua loại chuyện này. Nhìn ra được Lâm Thanh Diện có chút do dự, Phương Tôn không cho anh cơ hội từ chối, nói, đây là đề nghị mà tôi đưa ra, chỉ cần cậu có thể hoàn thành chuyện này, hẹn ước giữa chúng ta cũng xem như là hoàn thành rồi. Sau này tôi cũng sẽ không lôi chuyện này ra yêu cầu cậu làm bất cứ chuyện nào khác nữa. Những điều cần nói tôi đã nói cả rồi, chuyện này cứ như vậy đi, về sau tôi sẽ sai người đưa cho cậu một ít tư liệu, nếu cậu cảm thấy ổn, sẽ có người đưa cậu đến Bắc Cảnh, hoàn cảnh nơi đó có chút khắc nghiệt, nhưng chắc đối với cậu mà nói sẽ chẳng có vấn đề gì. Phương Tôn nói xong, rồi đứng dậy. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ của Phương Tôn, biết mình buộc phải nhận việc này, nên cũng chỉ có thể gật đầu với ông ta. Nói, nếu đã là chú Phương dặn dò, vậy vãn bối nhất định sẽ làm đến mức tốt nhất, không để chú Phương thất vọng. Phương Tôn hài lòng gật đầu, rồi đưa cho anh một tấm thẻ, nói, đợi cậu xử lý xong việc trong nhà, thì gọi vào số này, đến lúc đó sẽ có người đến đón cậu. Lâm Thanh Diện nhận lấy tấm thẻ rồi gật đầu. Trà thì tôi không uống nữa, còn nhiều chuyện đang đợi tôi xử lý, chúng ta gặp nhau ở Bắc Cảnh nhé. Nói xong, Phương Tôn bèn đi ra ngoài. Hai người đàn ông nghiêm nghị kia cũng đi theo. Lâm Thanh Diện tiễn Phương Tôn ra khỏi nhà họ Lâm, bên ngoài đã có một chiếc xe jeep đợi sẵn. Phương Tôn cười với Lâm Thanh Diện,
rồi lên xe. Thấy chiếc xe Jeep đã rời xa, Hứa Bích Hoài bước đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, nói anh đi Bắc Cảnh, có khi nào sẽ gặp nguy hiểm gì không? Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài cười, nói anh đi làm huấn luyện viên, cũng chẳng phải đi đánh trận, có thể có nguy hiểm gì được chứ, nói không chừng, còn là một chuyện khá nhẹ nhàng nữa. Tuy nói như vậy, nhưng Lâm Thanh Diện hiểu rất rõ, việc anh cần làm là huấn luyện viên của Thần Long Vệ uy danh lẫy lừng, muốn để một nhóm người từng chiến đấu hàng trăm trận như vậy tin tưởng, nghe theo anh, đó không phải một chuyện dễ gì. Chương 925, Lâm Thanh Diện khiêm tốn. Sau khi Phương Tôn đi, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi ôm nhau trên giường, thần kinh hơi căng thẳng của Lâm Thanh Diện cuối cùng cũng được thả lỏng. Giờ phút này trên người anh vẫn đang bị thương, muốn đến Bắc Cảnh làm huấn luyện viên của Thần Long Vệ thì phải chữa lành vết thương của mình trước. Mà Lâm Thanh Diện vừa về đã lại phải đi, trong lòng anh vẫn có chút áy náy với Hứa Bích Hoài. Cho nên anh sẽ cố gắng hết sức dành thời gian ở bên Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc. Đương nhiên, cũng chính vì sự tồn tại của Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc nên khi Lâm Thanh Diện ở ngoài mới càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Mặc dù đôi khi vô cùng mạo hiểm nhưng anh chưa bao giờ để mình rơi vào tình thế tuyệt vọng. Bởi anh biết rõ ở nhà vẫn có người quan tâm mình, cho nên dù thế nào anh cũng không được để bản thân gặp chuyện. Mà nhà cũng là bến đỗ tinh thần của Lâm Thanh Diện, cho dù ở ngoài anh trải qua chuyện gì, chỉ cần trở về mái ấm này là tâm trạng của anh sẽ bình tĩnh trở lại. Đây cũng chính là ý nghĩa anh ở bên ngoài đấu tranh. Sau khi ở nhà họ Lâm vài ngày, vết thương trên người Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn khỏi hẳn. Mấy ngày nay anh đưa Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc đến một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Kinh Đô chơi, đi giải sầu với hai mẹ con họ. Ngày thứ ba khi Lâm Thanh Diện về, Chu Tước liên lạc với anh nói rằng cô đã đổi công trạng của mình để lấy ngưng hồn ngọc về, hỏi anh khi nào anh. Lâm Thanh Diện nghĩ lại ban đầu sư phụ nói còn 3 năm nữa, bây giờ cũng mới chỉ qua nửa năm, anh cần đến Bắc Cảnh làm huấn luyện viên một thời gian, không thể đi tìm sư phụ, cho nên nghĩ khi nào quay về từ Bắc Cảnh sẽ đi tìm Chu Tước lấy ngưng hồn ngọc. Dù sao anh làm huấn luyện viên cũng không thể làm vài năm liền, ban đầu sư phụ cũng nói phải chuẩn bị rất nhiều, nửa năm trôi qua có lẽ sư phụ vẫn chưa chuẩn bị xong nên Lâm Thanh Diện cũng không vội. Sau khi chữa lành vết thương, Lâm Thanh Diện đến nhà họ Ngô cứu chữa cho chị gái Ngô Bội Nghiên như đã hứa với Ngô Dung. Lâm Thanh Diện vẫn cực kỳ hứng thú với phương pháp tu luyện thần hồn và một số kiến thức về thần hồn, mặc dù không chắc mình có thể cứu được chị gái Ngô Bội Nghiên hay không, nhưng cứ thử đi cũng không sao. Buổi chiều, Lâm Thanh Diện xuống gara dưới tầng hầm của nhà họ Lâm, nhìn dàn xe sang rực rỡ muôn màu trong gara, nhất thời không biết nên đi chiếc nào. Vì có quá nhiều xe nên nhà họ Lâm còn tìm quản gia cho gara tầng hầm chuyên phụ trách chìa khóa của những chiếc xe này. Nếu người nhà họ Lâm cần đi xe, có thể dặn trước để quản gia đổ đầy xăng, thuận tiện rửa xe sạch sẽ. Lúc này quản gia thấy Lâm Thanh Diện tới, vội vàng chạy tới chỗ anh, cười nói, cậu chủ, cậu muốn đi xe nào? Tôi tìm chìa khóa giúp cậu. Lâm Thanh Diện nhìn một vòng gara, cảm thấy những chiếc xe này đều quá phô trương. Trước nay anh luôn khiêm tốn đương nhiên không muốn đi chiếc xe nào quá bắt mắt. Lúc này ánh mắt anh rơi vào một chiếc Santana trong góc, anh nói chiếc đó đi. Quản gia đột nhiên lộ vẻ lúng túng, ông nói cậu chủ, đó. Đó là xe của tôi. Lâm Thanh Diện không nhịn được bật cười, không ngờ chiếc Santana đó lại là của quản gia, anh cười nói, vậy ông không phiền cho tôi mượn một hôm chứ. Xe ở đây quá bắt mắt, tôi muốn khiêm tốn một chút. Không, không phiền. Nếu cậu chủ muốn thì tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu. Quản gia vội nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, quản gia nhanh chân đi lấy chìa khóa. Trước nay Lâm Thanh Diện chỉ coi ô tô như một phương tiện đi lại, anh đã qua độ tuổi muốn khoe khoang với người khác từ lâu rồi. Hơn nữa theo anh thấy những người thích khoe khoang là vì họ thiếu những thứ này nên khi có được sẽ cố gắng để khoe ra, bây giờ Lâm Thanh Diện không thiếu gì nên đương nhiên không có gì để khoe cả. Không lâu sau quản gia cầm chìa khóa tới. Lâm Thanh Diện lái chiếc xe Santana ra khỏi nhà, đi về phía nhà họ Ngô. Mặc dù nhà họ Ngô ở Kinh Đô nhưng vì sống ẩn dật nhiều năm nên người nhà họ Ngô đều sống ở nơi tương đối hẻo lánh ở ngoại ô Kinh Đô. Môi trường ở ngoại ô Kinh Đô khá tốt, rất nhiều chủ đầu tư xây biệt thự ở đây rồi bán cho những người giàu có ở Kinh Đô, không ít người chọn mua nhà ở đây nghỉ dưỡng là để được hít thở không khí trong lành. Biệt thự nhà họ Ngô nằm ở lưng chừng núi, vị trí đẹp nhất ở ngoại ô Kinh Đô. Khu biệt thự này có thể nói là đắt nhất vùng ngoại ô Kinh Đô, chỉ xây chưa đến 20 tòa, mỗi tòa đều được bán với giá trên trời,
không chỉ phong cảnh đẹp mà phục vụ cũng cực kỳ chu đáo. Nhà họ Lâm cũng có một ít bất động sản ở đây, chỉ là Lâm Thanh Diện chưa đến ở bao giờ. Khi Lâm Thanh Diện lái chiếc xe Santana đến cửa khu biệt thư lưng chừng núi, một nhân viên bảo vệ từ trong bước ra, chặn anh lại. Xin lỗi anh, mời anh xuất trình giấy tờ ra vào, nếu không phải cư dân khu này thì đều không được vào. Bảo vệ nói với Lâm Thanh Diện một cách lịch sự. Tôi đến tìm bạn, tôi sẽ gọi điện bảo cô ấy ra đón. Lâm Thanh Diện trả lời. Bảo vệ gật đầu, vì khu biệt thự ở ngoại thành, dân cư nơi đây không phú cũng quý nên an ninh tương đối nghiêm ngặt. Bảo an thấy Lâm Thanh Diện đi Santana nên đương nhiên trong lòng sẽ nghi ngờ mục đích anh đến đây, nhưng nếu anh đã nói để bạn ra đón thì không sao. Lâm Thanh Diện gửi tin nhắn cho Ngô Bội Nghiên, nói với cô ấy rằng mình đang ở cửa khu biệt thự, bảo cô ấy ra đón. Khi Lâm Thanh Diện đang chờ ở cổng khu biệt thự, một chiếc xe Land Rover chạy tới, đỗ ngay sau xe anh rồi bắt đầu bấm còi điên cuồng. Lối vào khu biệt thự chỉ có một, cho nên nếu xe sau muốn vào phải đợi Lâm Thanh Diện vào rồi mới có thể đi. Lâm Thanh Diện xuống xe, đi tới bên chiếc Land Rover, nhìn người thanh niên đeo kính râm ngồi trong xe và nói, cậu gì ơi, bạn tôi sẽ ra nhanh thôi, cậu chờ chút nhé, nếu không đợi được thì có thể đưa chìa khóa cho bảo vệ, lát nữa bảo vệ sẽ đỗ xe giúp cậu. Lâm Thanh Diện biết khu biệt thự kiểu này thường có những dịch vụ như vậy, mấy nhân viên bảo vệ cũng rất vui khi làm việc này, vì đa phần đều được nhận tiền bâu hơ. Người thanh niên nhìn Lâm Thanh Diện chằm chằm, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh miệt, anh ta nói, anh lái con xe Santana nát mà cũng có bạn sống ở đây hả? Tôi thấy anh đang khoác lác đúng không? Nói xong nam thanh niên nhìn bảo vệ rồi hét lên, bảo vệ, mau đuổi tên này đi cho tôi, loại rác rưởi này mà cũng được vào khu biệt thự của chúng tôi. Cậu biết anh ta làm gì không? Nhớ anh ta vào để trộm thì sao? Đạo đức con người bây giờ chẳng ra sao, để cho họ vào là mối nguy tiềm ẩn rất lớn đối với khu biệt thự chúng ta. Chương 926, anh mà cũng xứng với thân phận tôn quý. Nghe được câu nói của người thanh niên, lông mày Lâm Thanh Diện chợt cau lại, anh không ngờ người của khu biệt thự này lại kiêu ngạo đến thế, còn nói ngược lại anh không có đạo đức, đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện gặp loại người này. Cậu không hiểu tôi vừa nói gì à? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm nam thanh niên rồi hỏi. Câu nào của anh, thanh niên chẳng thèm để tâm. Tôi nói lát nữa bạn tôi sẽ xuống, trí thông minh của cậu không đủ hay là cố tình giả khùng giả điên? Lâm Thanh Diện nói không hề khách sáo. Người thanh niên nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì lập tức trợn tròn mắt, anh ta không ngờ một gã lái xe Santana lại dám nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, đúng là chán sống. Mẹ mày, mày nói ai giả khùng giả điên? Thằng nghèo hèn như mày cũng dám nói chuyện với tao bằng thái độ này hả? Người thanh niên hét lên với Lâm Thanh Diện. Lúc này bảo vệ đi tới, nhìn thấy người trong xe xong thì vội nói, anh Trương, anh này nói sẽ gọi bạn xuống, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, anh bớt giận. Hiểu lầm cái mẹ gì, thằng ngu này dám nói tôi giả khùng giả điên, cậu xem anh ta lái Santana, sao có thể có bạn ở khu biệt thự này được? Tôi thấy anh ta muốn vào đây để trộm đồ thì có, cậu mau bắt anh ta lại rồi đánh một trận. Thân phận tôn quý của tôi có thể để anh ta tùy tiện xúc phạm sao? Chàng thanh niên mặt mũi tràn đầy lửa giận, hét. Vẻ mặt bảo vệ khó xử, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, như vậy không được hay lắm. Lâm Thanh Diện nhìn nam thanh niên rồi cười khinh bỉ, không phải chỉ mua được một căn ở đây thôi sao? Cậu mà cũng xứng với thân phận tôn quý. Nghe thấy câu này của Lâm Thanh Diện, lửa giận trong lòng người thanh niên càng thêm mãnh liệt, anh ta lớn tiếng mắng Lâm Thanh Diện, con mẹ mày. Ông đây có thể mua biệt thự ở đây là vì có thân phận tôn quý, thằng nghèo hèn như mày mà cũng có tư cách nói tao. Người thanh niên này tên là Trương Gia Đông, vốn dĩ chỉ là một thành phần trí thức bình thường, ba anh ta là tài xế cho nhà họ Ngô, đã lái xe cho Ngô Dung nửa đời người. Mặc dù nhà họ Ngô là gia tộc giấu mặt ẩn thế, có thể không có nhiều của cải như nhà họ Lâm, nhưng vốn liếng thì vẫn có, cho nên khi mua biệt thự ở đây đã mua hai căn. Ba Trương Gia Đông là người siêng năng và tận tâm. Ông đã làm tài xế lái xe cho nhà họ Ngô cả đời, bất cứ khi nào nhà họ Ngô cần, dù mưa gió, sấm chớp, cũng không bao giờ từ chối. Mà ba của Trương Gia Đông cũng là người an phận thủ thường, ông biết rất nhiều bí mật của nhà họ Ngô, nhưng không bao giờ nói với người ngoài, huống hồ năm đó cũng đã từng cứu Ngô Dung một lần. Để cảm ơn ba của Trương Gia Đông, Ngô Dung đã tặng cho gia đình họ một căn biệt thự ở đây, khi ba anh ta về hưu cũng được nhận một khoản tiền trợ cấp lớn. Khoản tiền đó đã bị Trương Gia Đông lấy ra mua chiếc Land Rover này. Vì đột nhiên từ một người dân văn phòng bình thường trở thành người sống trong khu biệt thự cao cấp,
người nhà họ Trương cũng nở mày nở mặt rất nhiều, bây giờ lại mua Land Rover nên càng bắt đầu nhìn mọi người bằng lỗ mũi. Anh ta luôn cảm thấy mình vượt trội hơn những người khác, khi nhìn thấy những người lái xe bình thường, anh ta sẽ chế nhạo, cho rằng họ là kẻ nghèo hèn, không có tư cách so sánh với mình. Vì biết quan hệ của ba mình với nhà họ Ngô nên đôi khi Trương Gia Đông rất kiêu ngạo, khi gặp khó khăn anh ta sẽ nhờ ba cầu xin nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô nể mặt ba Trương Gia Đông nên thường sẽ giúp giải quyết rắc rối. Lúc này Trương Gia Đông thấy Lâm Thanh Diện lái xe Santana, cảm thấy loại người này vào cùng khu biệt thự với mình sẽ hạ thấp thân phận của bản thân nên anh ta mới chào phúng. Ngu xuẩn, Lâm Thanh Diện nói với Trương Gia Đông. Mẹ kiếp, tao thấy mày thật sự không biết bản thân mình là ai đúng không, lại dám nói tao như vậy. Bảo vệ, cậu có đuổi anh ta đi không? Trương Gia Đông nhìn bảo vệ. Nhân viên bảo vệ lúng túng, mặc dù cậu ta cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện đi xe Santana chắc chắn không phải người giàu có, nhưng cậu ta không muốn gây rắc rối cho mình. Thấy nhân viên bảo vệ vẫn đứng yên tại chỗ, Trương Gia Đông hừ lạnh, nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, cậu ta không đuổi mày thì tao sẽ đích thân dạy dỗ mày, con xe ghẻ của mày chặn đường tao, tao đâm nát xe mày thì đừng có trách tao. Nói xong Trương Gia Đông đạp mạnh chân ga. Lâm Thanh Diện thấy Trương Gia Đông muốn đâm xe mình, sắc mặt cũng trầm xuống, anh lạnh lùng nói, nếu cậu dám đâm vào chiếc xe này thì tôi sẽ cho cậu biết cái gì là hối hận. Hù dạo ai, tưởng là ông đây sợ mày à? Còn định cho tao hối hận, con xe rác của mày, ông đây đâm 100 lần cũng không sót. Nói xong Trương Gia Đông lên số, đạp ga, đâm vào chiếc Santana phía trước. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn, không nói gì. Chiếc xe này không phải của anh, là anh mượn của quản gia gara, bây giờ Trương Gia Đông đâm vào, đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không cho xong chuyện. Nhìn thấy đuôi xe Santana bị đâm biến dạng mà xe mình vẫn còn nguyên vẹn, Trương Gia Đông nở nụ cười đắc ý. Nhìn thấy chưa, con xe rởm của mày chỉ như tờ giấy bỏ đi, mày không có tiền chỉ xứng lái loại xe này thôi. Trương Gia Đông hét lên. Lúc này Ngô Bội Nghiên từ trong khu biệt thự đi ra, sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Diện, cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Thanh Diện là người quan trọng để có thể cứu chị cô, lại thêm thái độ của cô với anh trước đây, thực ra trong lòng cô vẫn có chút áy náy, vậy nên cô không thể thờ ơ với anh nữa. Khi cô đi ra, đúng lúc nhìn thấy Land Rover đang đâm vào Santana, cô biết chiếc Land Rover này là xe của con trai tài xế cũ nhà cô, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại đâm vào xe người ta như thế. Khi Ngô Bội Nghiên nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng bên cạnh thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, thầm nghĩ chuyện này tuyệt đối đừng liên quan đến Lâm Thanh Diện, nếu không sẽ hỏng hết chuyện. Bảo vệ nhìn thấy cô đi ra bèn cung kính chào cô Ngô. Trương Gia Đông cũng nhìn thấy Ngô Bội Nghiên, hai mắt lập tức sáng lên. Với dung mạo của Ngô Bội Nghiên, đương nhiên anh ta cũng rất ngưỡng mộ, cũng từng theo đuổi nhưng cô không để anh ta vào mắt. Anh ta vội bước xuống xe, tươi cười chào hỏi Ngô Bội Nghiên, Bội Nghiên, em muốn ra ngoài à? Anh đưa em đi, em đừng nhìn về phía thằng kia, nó chỉ là thằng nghèo hèn, đừng để nó làm bẩn mắt em. Ngô Bội Nghiên trừng mắt nhìn Trương Gia Đông, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, sau đó nhanh chân bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện hỏi, anh Lâm, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Tên này gây sự với anh sao? Nhìn thấy cảnh này, Trương Gia Đông lập tức sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Sao cô cả nhà họ Ngô lại kính trọng thằng nghèo hèn này vậy? Chương 927, nhất định sẽ cho một câu trả lời. Lâm Thanh Diện nhìn Ngô Bội Nghiên sau đó mới nói, cậu ta cảm thấy tôi là thằng nghèo hèn, không xứng vào khu biệt thự của cô, còn đâm vào xe của tôi. Ngô Bội Nghiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Chán ứa mồ hôi lạnh. Bây giờ Lâm Thanh Diện là khách quý của nhà họ Ngô, mặc dù Trương Gia Đông không phải người nhà họ Ngô, nhưng có mối quan hệ nhất định với nhà họ. Nếu Lâm Thanh Diện từ chối cứu chị gái cô vì sự cố này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngô Bội Nghiên vội vã quay đầu nhìn Trương Gia Đông, lạnh giọng hỏi, anh có ý gì? Sao lại nói với anh Lâm như thế? Trương Gia Đông vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, anh ta nói với Ngô Bội Nghiên, Bội Nghiên, thằng này thật sự chỉ là một kẻ nghèo hèn, em xem xe nó đi, chỉ là một chiếc Santana ghẻ mà thôi. Hơn nữa nó còn chửi anh, trong lòng anh vô cùng tức giận, cảm thấy loại người này không có tư cách mắng chửi mình nên đã đâm vào xe nó. Ngô Bội Nghiên nghe xong thì vô cùng tức giận, ước gì có thể cho anh ta một cái tát. Không nói đến thực lực của Lâm Thanh Diện thế nào, chỉ dựa vào thân phận gia chủ nhà họ Lâm của anh ở Kinh Đô thôi đã không ai dám nói anh là kẻ nghèo hèn rồi.
Bây giờ Trương Gia Đông không chỉ ngăn cản Lâm Thanh Diện vào khu biệt thự, thậm chí còn đâm vào xe của anh. Nếu hôm nay cô không chút giận giúp Lâm Thanh Diện thì e rằng anh sẽ thật sự không giúp nhà họ Ngô nữa. Cô giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Trương Gia Đông rồi mắng, anh nói linh tinh cái gì đấy, anh có biết anh ấy là ai không mà lại dám nói những lời này. Trương Gia Đông lập tức sững sờ, không ngờ Ngô Bội Nhiên lại bất chợt đánh mình. Nó đi xe Santana, nhìn cũng không giống người có tiền, lẽ nào anh nói không đúng sao? Giọng Trương Gia Đông lập tức yếu đi, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Ngô Bội Nhiên tức giận đến vậy. Lâm Thanh Diện thấy Ngô Bội Nhiên đánh Trương Gia Đông thì hỏi, anh ta là người nhà họ Ngô à? Ngô Bội Nhiên vội vàng xoay người nói, anh ta là con trai tài xế trước kia của nhà chúng tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện này, anh Lâm, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Lâm Thanh Diện gật đầu rồi nói, hy vọng cô không khiến tôi thất vọng. Ánh mắt Ngô Bội Nhiên kiên định, cô gật đầu sau đó quay lại nhìn Trương Gia Đông, lạnh lùng nói, rắc rối lần này anh gây ra, cho dù ba anh làm tài xế cho gia đình tôi bao nhiêu năm thì lần này cũng không ai có thể bảo vệ được anh. Vẻ mặt Trương Gia Đông mờ mịt, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, anh ta hỏi, Bội Nhiên, có chuyện gì vậy? Anh chỉ tông vào xe anh ta thôi mà, anh đền tiền cho anh ta có được không? Hừ, đây không phải chuyện có thể giải quyết được bằng tiền, anh biết anh ấy là ai không? Ngô Bội Nhiên hỏi. Là ai? Trương Gia Đông lại quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy anh không giống người có lai lịch lớn. Anh ấy là gia chủ nhà họ Lâm, hơn nữa anh Lâm còn là khách quý của nhà họ Ngô chúng tôi. Lần này là ông nội tôi mời anh ấy đến, anh không cho anh ấy vào khu biệt thự còn đâm vào xe anh ấy. Trương Gia Đông, lá gan anh lớn thật đấy. Ngô Bội Nhiên giận dữ nói. Trương Gia Đông thoáng chốc trợn tròn mắt, nhìn Lâm Thanh Diện bằng ánh mắt không thể tin được, không ngờ một người đàn ông trông rất bình thường này lại là gia chủ nhà họ Lâm. Môi anh ta chợt trở nên trắng bệch, thậm chí còn hơi run rẩy. Trong lòng anh ta biết rõ, thái độ của mình với Lâm Thanh Diện vừa rồi và thân phận của Lâm Thanh Diện thì anh ta đã gây họa lớn rồi. Anh Lâm, tôi thật sự không ngờ là anh. Tôi sai rồi, tôi không cố ý, tôi nhất định sẽ đền xe cho anh. Tôi xin lỗi vì thái độ của tôi với anh lúc nãy, mong anh hãy tha thứ cho tôi. Trương Gia Đông hấp tấp quay sang xin lỗi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, nếu tôi không phải gia chủ nhà họ Lâm thì cậu có tư cách đối xử với người khác như vậy à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Santana thì không thể tới nơi thế này, chuyện hôm nay cậu cầu xin tôi cũng vô dụng, cứ xem nhà họ Ngô sẽ cho tôi câu trả lời thế nào. Ngô Bội Nhiên nghe ra ý của Lâm Thanh Diện từ những lời anh vừa nói. Lập tức biết nên làm thế nào. Cô nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, anh Lâm, chúng ta vào trong xử lý chuyện này đi, đừng đứng ở đây nữa. Lâm Thanh Diện gật đầu, Ngô Bội Nhiên vội đưa anh vào trong, sau đó cô hét vào mặt Trương Gia Đông, anh cũng tới đây, tiện thể thông báo cho ba anh, bảo ông ấy tới nhà tôi một chuyến. Vẻ mặt Trương Gia Đông đau khổ, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Ngô Bội Nhiên, vội đi theo, nhân tiện lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Ba tới nhà họ Ngô một chuyến đi, con có chuyện muốn tìm ba. Giọng Trương Gia Đông đầy chột dạ, không dám nói mình đã gây ra chuyện gì. Thấy ba người đi vào, bảo vệ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà mình không làm khó Lâm Thanh Diện với Trương Gia Đông, nếu không hôm nay anh ta cũng xong đời. Không ngờ lại là gia chủ nhà họ Lâm, đúng là giấu thật kỹ, có lẽ đây mới là người giàu có khiêm tốn chân chính, người lợi hại thế này mà chỉ đi Santana, hơn hẳn cái tên thích khoe mẽ Trương Gia Đông kia. Biệt thự nhà họ Ngô. Ngô Dung lúc này đang ngồi trên ghế sofa, chờ Lâm Thanh Diện tới. Khi biết hôm nay Lâm Thanh Diện đến nhà họ Ngô, trong lòng ông ta vẫn có chút vui mừng. Không lâu sau, Ngô Bội Nhiên dẫn Lâm Thanh Diện vào phòng khách biệt thự, Ngô Dung lập tức đứng dậy chào hỏi, thấy sắc mặt con gái và Lâm Thanh Diện dường như đều không được tốt lắm, ông cũng giật mình. Sau đó ông thấy Trương Gia Đông cũng vào theo thì vẻ mặt càng thêm nghi ngờ, bèn hỏi Ngô Bội Nhiên, sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Bội Nhiên nhìn Ngô Dung rồi trả lời, lát nữa chú Trương cũng sẽ tới, đợi chú ấy tới rồi nói sau đi ạ. Ngô Dung không còn cách nào khác đành phải gật đầu, từ vẻ mặt ba người cũng nhìn ra được chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Một lúc sau ba của Trương Gia Đông cũng tới biệt thự nhà họ Ngô. Bước vào bên trong, trước tiên ông ấy chào hỏi Ngô Dung và Ngô Bội Nhiên sau đó mới hỏi, ông chủ, cô chủ, không biết mọi người gọi tôi tới là có chuyện gì? Ngô Bội Nhiên nhìn ông ấy rồi nói, chú nên hỏi con trai chú thì hơn. Lòng ba Trương Gia Đông chợt căng thẳng,
sau đó quay đầu nhìn sang con trai mình, hỏi có chuyện gì? Có phải con lại gây chuyện cho ba nữa không? Cuối cùng Trương Gia Đông không kìm được nữa, quỳ xuống trước mặt ba, vừa khóc vừa nói. Ba, ba nhất định phải cứu con thật sự không biết người này là gia chủ nhà họ Lâm. Vừa nãy con đã nhận ra sai lầm của mình rồi, ba cầu xin bác Ngô, để bác ấy xin cho con với. Chương 928, không liên quan gì đến ba anh ta. Sau khi ba của Trương Gia Đông nghe anh ta nói vậy, sắc mặt của ông ta thay đổi đột ngột, ông nắm lấy cổ áo Trương Gia Đông hỏi con nói cái gì? Con có xúc phạm đến gia chủ nhà họ Lâm không? Rồi ông ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng bên cạnh Ngô Bội Nghiên, ông ta nghĩ rằng Lâm Thanh Diện chỉ là bạn của Ngô Bội Nghiên, bây giờ nhìn kỹ lại, quả thực Lâm Thanh Diện có vài điểm tương đồng với gia chủ nhà họ Lâm mà ông ta đã từng thấy trên mạng. Ba, con thật sự không cố ý. Nếu con biết anh ta là gia chủ nhà họ Lâm thì có đánh chết con cũng không dám gây chuyện với anh ta. Trương Gia Đông vội vàng nói. Ngô Dung cũng có chút tò mò về những gì đã xảy ra, liền nói với Ngô Bội Nghiên, Ngô Bội Nghiên, có thể nhanh chóng nói xem chuyện gì đang xảy ra không hả? Ngô Bội Nghiên gật đầu, giải thích đại khái những gì đã xảy ra bên ngoài, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, anh Lâm, mấy điều tôi nói có sai gì không? Cũng tương đối là như vậy đó, Lâm Thanh Diện trả lời. Ngô Dung liếc nhìn Trương Gia Đông với vẻ bực bội, không ngờ đứa trẻ này lại dám vô lễ với Lâm Thanh Diện, nếu không phải là ba của Trương Gia Đông có mặt ở đây thì Lâm Thanh Diện nhất định sẽ dạy dỗ tên này một trận nên hồn. Sau khi nghe những gì Ngô Bội Nghiên nói, khuôn mặt của ba Trương Gia Đông đầy tức giận, ông ta bước đến trước Trương Gia Đông, không nói một lời, giơ tay tát thẳng vào mặt Trương Gia Đông mấy bạt tai. Đồ khốn kiếp! Cả ngày không lo học gì hay ho, chỉ biết gây phiền phức cho tao, giờ còn chọc đến cả chủ nhà họ Lâm nữa. Tao thấy mày thật sự không biết nặng nhẹ gì nữa rồi. Chương 929, Huyết Ngọc. Cả ba cùng nhau lên một phòng trên lầu. Lúc vào phòng, Lâm Thanh Diện nhìn thấy ánh sáng trong phòng này rất tối, rèm cửa được kéo ra, trên bàn cạnh giường chỉ thắp một ngọn nến, không khí có chút kỳ quái. Đang nằm trên giường là một người phụ nữ mặc một lớp áo mỏng màu trắng. Người phụ nữ lúc này mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày có một vết đen khiến cô ta trông hơi tà quỷ. Lâm Thanh Diện nhận thấy ngoại hình của người phụ nữ này có phần giống với Ngô Bội Nghiên, cô là chị gái của Ngô Bội Nghiên, Ngô Bội Từ. Sau khi nhìn chằm chằm vào Ngô Bội Từ, Lâm Thanh Diện nhìn lại Ngô Dung và hỏi, tại sao cô ấy lại trở nên như thế này? Ngô Dung bất lực thở dài nói, đây là một câu chuyện dài. Ngô Bội Từ có thể coi là đứa cháu tài giỏi nhất của dòng họ Ngô chúng tôi ở phương diện thần hồn. Tổ tiên họ Ngô chúng tôi đã từng là những nhân vật tầm cỡ sở hữu thần hồn này. Những xác cổ ở nhà họ Ngô đều là do những nhân vật lớn đó truyền giữ lại. Hơn nữa, có một quy tắc trong giáo huấn của tổ tiên họ Ngô đó là chúng tôi phải nuôi dưỡng nhân tài có thiên phú về thần hồn. Chúng tôi đã làm điều này trong suốt nhiều thế hệ nhà họ Ngô. Chỉ đến khi Ngô Bội Từ xuất hiện mới mơ hồ nhìn ra một số manh mối ẩn giấu. Nhờ những cuốn sách cổ của gia tộc họ Ngô mà chúng tôi đã nắm được phương pháp nuôi dưỡng thần hồn của con người. Ngô Bội Từ đã được đối xử đặc biệt từ khi còn nhỏ, nó đã học được nhiều cách để tăng cường thần hồn, để có thể thức tỉnh hồn vào một ngày nào đó và hoàn thành sứ mệnh tổ tiên để lại. Gia tộc họ Ngô của chúng tôi có một bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác, đó là một viên ngọc huyết. Theo như thông tin tổ tiên để lại thì ngọc huyết này sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ là những sức mạnh này cần phải được vận dụng bởi những người được đánh thức thần hồn rồi. Lúc đó, Ngô Bội Từ vẫn còn cách một bước cuối cùng nữa mới thức tỉnh được thần hồn. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau để giúp Ngô Bội Từ thức tỉnh, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thất bại. Khi đó Ngô Bội Từ cũng có chút kiêu ngạo, con bé cảm thấy mình là người có thể thức tỉnh thần hồn. Nó cảm thấy chính mình còn cách sự thức tỉnh không xa. Không chừng huyết ngọc tổ tiên để lại là điểm cốt yếu trong việc thức tỉnh này. Vì vậy một đêm nọ, Ngô Bội Từ đã tự lấy ngọc huyết ra và làm theo lời chỉ dạy của tổ tiên, dưới ánh trăng, nó đã sử dụng tinh thần lực chưa biến dạng của mình để xuyên vào ngọc huyết đó. Tuy nhiên, hiện tượng được đề cập trong cuốn giáo huấn của tổ tiên đã không xuất hiện. Ngô Bội Từ đã không nắm bắt được sức mạnh của ngọc huyết. Thay vào đó, nó bị phản ứng dữ dội. Nếu tôi không phát hiện ra kịp thời và phong ấn Ngô Bội Từ bằng phương pháp đã học được từ những cuốn sách cổ thì nó đã mất mạng rồi. Sau lần đó thì Ngô Bội Từ trở thành thế này, không thể tỉnh dậy được nữa. Tôi có thể cảm thấy tinh thần của nó dần suy yếu. Theo sách cổ nói, nó có thể đã bị đờ trúng độc thần hồn,
nếu không thể đánh thức nó dậy trước khi tinh thần hoàn toàn tiêu tan thì nó sẽ không bao giờ có thể thức dậy được nữa. Mà nếu muốn giải độc thần hồn thì chỉ có thể để người sở hữu thần hồn xâm nhập vào linh hồn nó bằng cách dựa vào sức mạnh của tinh linh và loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn tồn tại trong tâm trí nó. Chỉ bằng cách này, nó mới có thể tỉnh lại được. Sau khi nghe Ngô Dung giải thích, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ tổ tiên nhà họ Ngô lại có một nhân vật vĩ đại thức tỉnh thần hồn như thế, lại còn để lại cho họ rất nhiều sách cổ. Thảo nào Ngô Dung có thể nhận ra thần hồn của anh. Mà hóa ra Ngô Bội Từ này lại là một thiên tài cách thần hồn thức tỉnh không xa, hiện tại thật đáng tiếc lại bị trúng độc thần hồn. Ông có thể cho tôi xem ngọc huyết đó không? Lâm Thanh Diện hỏi. Ngô Dung do dự một hồi, sau đó từ trong áo lấy ra một viên ngọc bích màu đỏ sẫm có hoa văn phức tạp, đưa cho Lâm Thanh Diện. Miếng ngọc huyết này có thể là do thời gian quá lâu nên mới xảy ra một số biến đổi dị thường, nếu không thì Ngô Bội Từ sẽ không bị trúng loại khắc chế này. Nếu anh muốn dùng sức mạnh thần hồn để thăm dò khối ngọc huyết này thì tốt nhất nên cẩn thận. Ngô Dung nhắc nhở. Lâm Thanh Diện gật đầu, vươn tay cầm lấy mảnh ngọc huyết, trước khi tìm hiểu kỹ xem ngọc huyết dùng để làm gì. Đương nhiên anh sẽ không dùng tinh thần lực của mình thăm dò nó, dù sao anh cũng không muốn bị trúng cái thứ độc hồn đó. Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn chằm chằm vào viên ngọc, anh không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của tinh thần lực từ trên cao, ngọc huyết này trông giống như một khối ngọc bình thường, chỉ có màu sắc đặc biệt và hình dáng có vẻ khác thường. Chẳng lẽ là do Ngô Bội Từ dùng tinh thần lực cưỡng bức xâm nhập nên uy lực trong ngọc huyết này không còn nữa sao? Lâm Thanh Diện tự lẩm bẩm. Cân nhắc rằng có thể sẽ tồn tại những rủi ro khác nên anh không dùng tinh thần lực để thăm dò. Không tìm thấy chỗ đặc biệt nào trên viên ngọc huyết, Lâm Thanh Diện trả lại cho Ngô Dung, ánh mắt của anh dừng lại ở chỗ Ngô Bội Từ. Anh bước đến bên giường nhìn kỹ cô ta, phát hiện khuôn mặt của cô ta rất thanh tú, cộng thêm khuôn mặt trắng nhợt lúc này, cô ta giống như một con búp bê tinh xảo. Ông có chắc là chỉ cần dùng hồn lực dung nhập vào linh hồn của cô ấy thì liền có thể giúp giải được độc. Lâm Thanh Diện quay đầu hỏi Ngô Dung. Ánh mắt Ngô Dung có chút phức tạp, theo sách cổ nói thì đúng là như vậy, nhưng cụ thể làm thế nào thì sách cổ không đề cập đến. Trong đó chỉ nói một câu thế thôi, bởi vì tôi chưa thức tỉnh thần hồn chỉ có tinh thần lực đơn giản nhất nên không biết phải làm gì sau khi nhập vào linh hồn của nó, nhưng theo suy đoán của tôi thì chất độc của linh hồn sẽ có thể được giải quyết bằng sức mạnh của linh hồn. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, sau đó nói, đem sách cổ của ông cho tôi xem một chút. Ngô Dung lập tức ra hiệu cho Ngô Bội Nghiên, Ngô Bội Nghiên gật đầu, lấy ra cuốn sách cổ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lật xem sách cổ, bên trong quả thật có nói một chút về thần hồn, chỉ có điều hiện tại Lâm Thanh Diện cũng không có thời gian xem qua, mà là trực tiếp tìm xem ghi chép về độc của thần hồn. Trong sách thực sự không nói gì nhiều, chỉ nói rằng sau khi chuyện này xảy ra, cần phải tìm người có thần hồn và dùng sức mạnh của thần hồn để giải độc. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Thanh Diện yêu cầu Ngô Bội Nghiên đưa ra phương pháp tu luyện thần hồn của nhà họ Ngô. Sau khi xác nhận rằng phương pháp tu luyện này là đúng, Lâm Thanh Diện nhìn Ngô Dung nói, sau này tôi sẽ thử sử dụng sức mạnh của thần hồn nhập vào cô ấy, nhưng mà tôi cũng không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy dù kết quả có ra sao, tốt hơn hết ông cứ nên chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Ngô Dung trịnh trọng gật đầu, ông ta hiểu tình huống hiện tại, ít nhất có Lâm Thanh Diện người sở hữu thần hồn ở đây thì vẫn còn một tia hy vọng. Bằng không thì chắc Ngô Bội Từ thật sự sẽ không tỉnh lại mất. Ngô Bội Nghiên tha thiết nhìn Lâm Thanh Diện, cắn chặt môi nói, xin anh dùng hết sức cứu chị gái tôi. Vẫn là câu nói trước đây, chỉ cần anh cứu được chị ấy, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Chương 930, Thế giới tinh thần. Lâm Thanh Diện nghe Ngô Bội Nghiên nói xong thì lập tức có chút im lặng, quay đầu nhìn về phía Ngô Dung, nói, để cô ấy ra ngoài. Ngô Dung cũng thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù ông ta biết Ngô Bội Nghiên lo lắng cho tình huống của chị mình, hy vọng Lâm Thanh Diện có thể toàn lực cứu chữa, cho nên mới nói ra lời như vậy, có điều cô ta vẫn có hơi quá tâm cơ như cũ, với cả cô ta vốn cũng không hiểu được tính cách của Lâm Thanh Diện. Bội Nghiên, cháu đi ra ngoài đi, đừng ở đây là loạn. Ngô Dung nói với Ngô Bội Nghiên. Ngô Bội Nghiên kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, thái độ này của Lâm Thanh Diện khiến cho cô ta cảm giác mình giống như là một món hàng không ai cần. Không kịp chờ đợi mà muốn bám lên người khác. Có điều cô ta cũng không dám lại nói gì, có hơi mất mát cúi đầu, nói, cháu biết rồi. Nói xong, cô ta liền quay người đi ra ngoài. Chờ sau khi Ngô Bội Nghiên đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện nói với Ngô Dung, bây giờ tôi bắt đầu thử, hy vọng một lát nữa không có ai quấy rầy tôi. Ngô Dung trịnh trọng gật đầu,
nói cậu yên tâm, có tôi ở đây sẽ không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy cậu đâu. Lâm Thanh Diện không nói tiếp, mà ngồi vào một cái ghế bên cạnh giường, sau khi điều chỉnh một chút liền phóng ra tinh thần lực của mình, dựa vào phương pháp được nói tới trong sách cổ nhà họ Ngô, thâm nhập vào trong thế giới TNS thần của Ngô Bội Từ. Loại cảm giác này thật huyền diệu, giống như mở cửa đại não của một người, tiến vào không gian tưởng tượng của người này vậy. Chương 931, đoạt xác. Khốn khiếp, Lâm Thanh Diện lập tức chửi thề một tiếng, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm. Vừa rồi vì quá nhập tâm nghe Ngô Tông Lâm nói chuyện, không ý thức được ông ta đột nhiên làm loạn, cho nên khi phản ứng kịp, tinh thần của anh đã bị một lực mạnh trói lại. Anh muốn rút thần hồn của mình rút khỏi thế giới tinh thần của Ngô Bội Từ, nhưng lại giật mình phát hiện bản thân không có cách nào khống chế được thần hồn lực của mình nữa. Ngô Tông Lâm cười mỉa mai nhìn Lâm Thanh Diện, nói cậu nhóc, thần hồn của cậu hẳn là mới thức tỉnh chưa được bao lâu, một chút thần hồn lực mà muốn trốn thoát khỏi tay tôi à, không dễ như vậy đâu. Ngô Bội Từ thấy thế, vẻ mặt lập tức tràn đầy lo lắng, nói, mặc dù ông là tổ tông của tôi, nhưng trong lòng ông cũng quá âm hiểm, vậy mà lại dùng biện pháp này tính kế người khác, tôi là hậu duệ của ông thì thôi, ông còn tính toán cả người khác. Nói xong, Ngô Bội Từ cũng phát ra một luồng thần hồn lực phóng về phía Lâm Thanh Diện, hòng giúp anh thoát khỏi sự khống chế của Ngô Tông Lâm. Ngô Tông Lâm chỉ vung tay lên, luồng lực đó của Ngô Bội Từ đã lập tức tiêu tán. Ngô Bội Từ còn kêu thảm một tiếng, cả người trở nên trong suốt một chút. Cô vốn chỉ cách một bước là thần hồn thức tỉnh, bây giờ có thể ngưng tụ ra hồn phách này đã tương đối không dễ dàng gì rồi, đương nhiên không phải là đối thủ của Ngô Tông Lâm. Ngô Tông Lâm quay đầu nhìn Ngô Bội Từ một cái, nói cô nhóc, chưa đến bờ vực sinh tử, thì vĩnh viễn không biết được mình muốn sống đến thế nào, cho dù cô là con cháu của tôi thì cũng là 500 năm rồi, quan hệ này chỉ như gió thoảng mây bay với tôi mà thôi. Còn về tính mạng của cậu ta, chỉ cần tôi có thể sống, tôi cần gì phải quan tâm tới chứ? Vẻ mặt Ngô Bội Từ tràn đầy lửa giận, nói tôi thực sự cảm thấy bị sỉ nhục khi có tổ tông như ông đấy. Ngô Tông Lâm không thấy phật lòng, trả lời, nếu không có tôi, nhà họ Ngô sao có thể kéo dài tận 500 năm, cô phải cảm thấy may vì là hậu duệ của tôi đấy, nếu không bây giờ tôi đã giết cô rồi. Chờ lát nữa tôi sẽ tiến vào thế giới tinh thần của cậu ta, diệt hồn phách của cậu ta, đoạt xác, chiếm cứ cơ thể cậu ta, chờ tôi tỉnh là thì trên đời này sẽ lại có một cao thủ pháp thuật uy chấn thiên hạ. Đến lúc đó, tôi sẽ khiến cho toàn bộ thế giới này phải quỳ phục dưới chân của tôi. Cô nên thấy may mắn, nếu không có tên nhóc này thì cô đã chết rồi. Nói xong, Ngô Tông Lâm lại lần nữa bắt đầu thi pháp, muốn thuận theo thần hồn lực của Lâm Thanh Diện để tiến vào trong thế giới tinh thần của anh. Ngô Bội Từ im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ, đối mặt với lão tổ tông cách đây 500 năm này, cô hoàn toàn bất lực. Cô nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, mặc dù cô không biết anh, nhưng anh đã đồng ý tới cứu chữa cho cô, vậy thì nhất định là một người lương thiện, nếu cô sớm biết trong viên ngọc huyết kia cất giấu thần hồn lão tổ tông nhà mình, cô chắc chắn sẽ không tùy tiện mang ra dùng. Xin lỗi, Ngô Bội Từ nhìn Lâm Thanh Diện thật lâu mới nói câu xin lỗi. Bây giờ Lâm Thanh Diện không có tâm trạng nghe Ngô Bội Từ xin lỗi mình, lúc đầu anh chỉ muốn giải độc cho người ta, tình huống xấu nhất là độc này anh không giải được, rút thần hồn lực ra là được rồi. Nhưng ia mà ngờ đây vốn là một âm mưu, do tổ tông nhà họ Ngô muốn đoạt xác trùng sinh, từ 500 năm trước đã răng bẫy tính kế sẵn rồi. Lão quái vật này trốn trong ngọc huyết 500 năm mà thần hồn vẫn mạnh như vậy, có thể thấy được 500 năm trước thực lực của ông ta khủng khiếp cỡ nào. Nếu ông ta thật sự mượn xác của Lâm Thanh Diện trùng sinh, trên thế giới này, chỉ dựa vào chúng thần điện, cũng không biết có thể khống chế ông ta hay không. Cũng không phải Lâm Thanh Diện tự luyến. Cơ thể này của anh có thiên phú và thực lực cao hơn người thường, nếu một cao thủ pháp thuật đoạt được xác của anh, có thể đạt được tới trình độ gì, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lão già, nếu ông dám vào thế giới tinh thần của tôi nhất định sẽ khiến ông phải hối hận. Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn Ngô Tông Lâm nói một câu. Ngô Tông Lâm cười ha ha, nói cậu nhóc, đừng có nằm mơ nữa, dựa vào cái thần hồn mới thức tỉnh không lâu của cậu. Cho dù cậu có được chút ưu thế trong thế giới tinh thần của mình thì cũng không có khả năng đối phó với tôi đâu. Cậu yên tâm, sau khi đoạt xác xong, sẽ tìm hiểu một phần ký ức của cậu, đến lúc đó, tôi sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của cậu. Nói xong, Ngô Tông Lâm không nói nhiều lời nữa, đi theo sợi thần hồn này của Lâm Thanh Diện mà trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần của anh. Mặc dù những chuyện này xảy ra khá quỷ dị, nhưng đoạn đối thoại và hành động của họ chỉ tồn tại trong thế giới tinh thần. Ngồi ngoài như Ngô Dung vốn không thấy được.
Ông ta chỉ có thể thấy Ngô Bội Từ nhíu mày, đây là chuyện trước giờ chưa xảy ra, khiến cho ông ta có một tia hy vọng. Nhưng không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện ngồi bên giường, hai mắt nhắm nghiền cũng nhíu mày, mà cơ thể cũng mơ hồ phát run, điều này khiến trong lòng Ngô Dung nảy sinh dự cảm không lành. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi? Ngô Dung tự lẩm bẩm, có điều ông ta không giúp được gì, cho nên chỉ có thể nhìn tình hình xảy ra. Qua không bao lâu, ông ta đột nhiên chú ý tới ngón tay Ngô Bội Từ bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, con mắt cũng chuyển động theo, nhìn qua giống như chuẩn bị tỉnh lại. Ngô Dung lập tức kích động, cảm giác cháu gái mình hẳn là có thể tỉnh lại dưới sự trợ giúp của Lâm Thanh Diện. Quả nhiên, lại thêm mấy phút sau, Ngô Bội Từ hôn mê mấy tháng đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, trên mặt còn mang theo vẻ kinh hoàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Dung thấy Ngô Bội Từ tỉnh lại, hai mắt sáng lên, vẻ mặt kích động nói, Bội Từ, cháu tỉnh lại rồi, xem ra sách của nó không sai. Ngô Bội Từ quay đầu nhìn sang bên cạnh, cô vốn không có đáp lại Ngô Dung, mà liếc mắt về phía Lâm Thanh Diện. Ông nội, mau nghĩ cách cứu anh ấy đi, anh ấy rất có khả năng sẽ bị đoạt xác. Ngô Bội Từ nói. Ngô Dung lập tức ngẩn người, có ý gì? Vẻ mặt Ngô Bội Từ vô cùng sốt ruột, nói lại sự việc từ đầu đến cuối, cái mà Ngô Dung gọi là chúng độc thần hồn kia là giả, tất cả đều là do lão tổ tông nhà bọn họ vì muốn đoạt xác trùng sinh mà thiết kế ra cái bẫy đó. Ngô Dung nghe xong, vẻ mặt cũng chấn kinh, ông ta thực sự không ngờ, viên ngọc huyết kia lại là thần hồn của lão tổ tông nhà họ Ngô. Mà lão tổ tông còn để cho hậu duệ nhà họ Ngô bồi dưỡng thức tỉnh thần hồn, lại là vì muốn đoạt xác trùng sinh. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ông nội, nếu không tranh thủ thời gian nghĩ cách ngăn cản lão tổ tông thì anh ấy sẽ tiêu đời đấy. Ngô Bội Từ sốt ruột nói. Ngô Dung bây giờ lại im lặng, vì lúc này ông không biết mình nên cứu Lâm Thanh Diện hay lựa chọn để lão tổ tông sống lại nữa. Dù sao cái sau cũng có nhiều chỗ tốt với nhà họ Ngô. Chương 932, hôm nay sẽ diệt ông. Trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, Ngô Tông Lâm đi theo sợi thần hồn của Lâm Thanh Diện tiến vào thế giới của anh, sợi thần hồn kia cũng lập tức trở về hồn phách của anh. Thần phách người tí hon kia cũng mở mắt ngay lập tức, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Tông Lâm. Ngô Tông Lâm cười nhìn thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện một chút, sau đó lộ ra vẻ vui sướng, tự nhủ, không ngờ lại có được một tiên thiên thần hồn, xem ra lần này kiếm được vốn hời rồi, người nhà họ Ngô quả nhiên không làm tôi thất vọng. Nếu có thể đoạt xác của tên nhóc này, thành tựu của mình sẽ lại càng tăng thêm một bậc. Lâm Thanh Diện nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền phóng ra thần hồn lực đánh về phía Ngô Tông Lâm. Ngô Tông Lâm chỉ phất tay nhẹ nhàng một cái là có thể hóa giải được đòn công kích của Lâm Thanh Diện. Về phương diện thần hồn, Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một cậu nhóc không biết gì, chứ nói chi là thủ đoạn công kích bằng thần hồn gì đó, cho nên cho dù ở trong thế giới tinh thần của mình, anh vẫn không phải là đối thủ của lão quái vật đã tồn tại 500 năm như Ngô Tông Lâm. Thằng nhóc, tốt nhất là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, như vậy tôi sẽ cho cậu bớt đau khổ hơn, trực tiếp tiến hành đoạt xác cậu, còn nếu cậu cứ khăng khăng phản kháng, tôi chỉ đành diệt cậu. Ngô Tông Lâm lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện sốt ruột nhìn Ngô Tông Lâm, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cách gì để đối phó với ông ta. Ngô Tông Lâm bay về phía thần phách của Lâm Thanh Diện, sau đó vươn một tay ra, từ thần hồn hóa ra một sợi dây thừng quấn quan Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện có dự cảm. Một khi mình bị sợi dây này quấn lấy, tất cả sẽ coi như xong. Nhưng mà anh cũng không có biện pháp đối phó, chỉ đành trơ mắt nhìn sợi dây thường từng chút tiến lại gần mình, sau đó quấn quanh người anh, trói chặt Lâm Thanh Diện lại. Có điều đúng lúc này, một tia sáng vụt tới, xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện, chính là thanh kiếm Trảm Tiên xuất hiện trong đầu anh kia. Kiếm Trảm Tiên trực tiếp quẹt một chút trên sợi dây thường của Ngô Tông Lâm, sợi dây liền bị chém đứt, sau đó hóa thành một luồng thần hồn lực. Lập tức bị kiếm Trảm Thiên hấp thụ. Lâm Thanh Diện nhìn cảnh tượng đó thì gương mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, không ngờ kiếm Trảm Thiên còn có thể tạo thành tổn thương với thần hồn lực. Có điều nghĩ lại, Lâm Thanh Diện cũng hiểu, thanh kiếm nhỏ màu vàng này là vì thần hồn của anh mới dần dần khôi phục, điều này nói rõ thanh kiếm và thần hồn có tồn tại một mối quan hệ vô cùng mạnh, cho nên mới có thể đủ lực tạo thành công kích chặt đứt thần hồn, cũng là điều bình thường. Nhìn kiếm Trảm Thiên xuất hiện, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng dấy lên tia hy vọng, xem ra thanh kiếm này không hy vọng chủ nhân nó xảy ra vấn đề gì, dù sao nó cũng đã nhận chủ với Lâm Thanh Diện, nếu Lâm Thanh Diện chết rồi, nhất định nó cũng sẽ chịu tổn thương khó mà bù đắp được.
Ngô Tông Lâm vốn tràn đầy tự tin lúc này hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, vốn không ngờ sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy, nhất thời không phản ứng kịp. Chuyện này là sao? Tôi dùng thần hồn ngưng tụ thành dây thừng, trừ phi là người có thần hồn mạnh hơn tôi mới có thể làm đứt, nếu không thì cùng lắm là tránh thoát, tên nhóc nhà cậu thần hồn yếu như vậy, sao có thể chặt đứt được sợi dây kia? Ngô Tông Lâm nghi ngờ tự hỏi. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, trực tiếp cầm kiếm trảm tiên trong tay mình, nếu kiếm này có hiệu quả đối với thần hồn thì hôm nay anh cũng không hẳn ở vào thế tất thua. Mặc dù bây giờ đang ở trong thế giới tinh thần của mình, nhưng mà mặc kệ thần hồn hay là huyền kình, về bản chất đều là lực lượng, nếu mình có thể dùng huyền kình thi triển đao pháp, thì dùng thần hồn thi triển kiếm pháp cũng không có gì khó. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Ngô Tông Lâm, sau đó hô to một tiếng, lão già. Đừng tưởng rằng thần hồn của ông mạnh thì tôi không có cách nào đối phó với ông tồn tại trên thế giới này 500 năm thì sao? Hôm nay tôi sẽ diệt ông. Nói xong, Lâm Thanh Diện cầm thanh trảm tiên trong tay vọt về phía Ngô Tông Lâm. Ngô Tông Lâm hơi híp mắt, nhìn thanh trảm tiên trong tay Lâm Thanh Diện phát ra ánh sáng, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Sau khi vọt về phía Ngô Tông Lâm, Lâm Thanh Diện liền thi triển đao pháp quen thuộc của mình, đao và kiếm chỉ khác nhau về hình dạng mà thôi. Cho nên cũng không ảnh hưởng Lâm Thanh Diện phát huy thực lực của mình. Ngô Tông Lâm phóng ra thần hồn lực, lần nữa cuồn cuộn đánh về phía Lâm Thanh Diện, có điều lần này thần hồn mà ông ta phóng ra không có tác dụng gì với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện chỉ cần nhẹ nhàng khua kiếm trong tay, liền có thể chặt đứt thần hồn lực của ông ta. Ngô Tông Lâm vốn còn đang bình tĩnh nhất thời liền hoảng hốt, thanh kiếm của Lâm Thanh Diện hoàn toàn khắc chế ông ta, cho dù thần hồn của ông ta mạnh đến đâu cũng không có tác dụng gì. Trong tay cậu rốt cuộc là thứ gì, vì sao có thể dễ dàng chặt đứt thần hồn của tôi như vậy? Ngô Tông Lâm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Hỏi nhiều thế làm gì, ông chỉ cần biết hôm nay sẽ là ngày chết của ông, như vậy là đủ rồi. Nói xong, LTA vung trảm tiên về phía trước, sau đó tuôn ra một trận thần hồn như gió bão ấp tới, nhanh chóng phóng về phía Ngô Tông Lâm bao phủ lấy ông ta. Thiên tinh thức, từng đạo kiếm mang theo thần hồn mãnh liệt, uy thế không thể chống đỡ. Ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không ngờ khi dùng thanh trảm tiên này kết hợp với tinh thần lực thi triển thiên tinh thức lại có uy lực lớn mạnh như vậy. Ngô Tông Lâm nhìn thấy một chiêu này thì sắc mặt bỗng biến đổi, chỉ vẻn vẹn một chiêu phóng ra uy lực đã làm cho ông ta cảm nhận được nguy hiểm vô tận. Đúng là gặp quỷ rồi, tên nhãi này rõ ràng là thần hồn mới thức tỉnh, sao có thể thi triển ra đòn công kích mạnh mẽ như vậy. Ngô Tông Lâm thầm chửi một tiếng. Sau đó nhanh chóng thi triển toàn bộ lực lượng thần hồn của mình để chặn một kích này của Lâm Thanh Diện. Thật ra Lâm Thanh Diện có thể xuất ra được đòn công kích mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do uy lực của kiếm trảm tiên, cộng thêm việc kiếm trảm tiên khắc chế thần hồn, và ưu thế trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, cho nên mới tạo ra được uy thế như vậy. Dưới tình huống này, chỉ có thể xuất hiện trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện, nếu ở bên ngoài. Cho dù Lâm Thanh Diện có dùng kiếm trảm tiên cũng không xuất ra được uy lực như vậy. Lâm Thanh Diện e rằng tình huống bị người ta xâm nhập vào thế giới tinh thần này chỉ xuất hiện một lần trong đời, dù sao cũng quá nguy hiểm. Thiên tinh thức phóng về phía Ngô Tông Lâm, mỗi một đạo kiếm đều xuyên qua thần phách của Ngô Tông Lâm, còn ông ta chỉ có thể nhìn mà không có cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, khí tức của Ngô Tông Lâm suy yếu lạ thường, thần phách trở nên trong suốt rất nhiều, hoàn toàn không có sức lực như lúc nãy. Ngay lúc này, Ngô Tông Lâm giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt cũng lập tức trừng lớn, nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hỏi, thanh kiếm này của cậu là kiếm trảm tiên trong truyền thuyết ư? Lâm Thanh Diện sững sờ nhìn Ngô Tông Lâm, hỏi ngược lại, ông biết thanh kiếm này ư? Chương 933, truyền thuyết về kiếm trảm tiên. Ngô Tông Lâm nhìn phản ứng và giọng điệu của Lâm Thanh Diện, trong lòng liền biết suy đoán của ông ta không sai. Thanh kiếm dài trong tay Lâm Thanh Diện thực sự là kiếm trảm tiên trong truyền thuyết. Ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, thần khí khiến người khác nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ tồn tại trong truyền thuyết này lại xuất hiện trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện. Cũng khó trách công kích thần hồn của ông ta lại hoàn toàn không có hiệu quả, dù sao nghe nói thanh kiếm này có thể chém nứt mọi thứ, đừng nói là thần hồn lực, nếu người nắm giữ được thanh kiếm này đủ mạnh mẽ, cho dù là thần tiên, thời không cũng đều bị chém thành phân nửa. Thật không ngờ, tôi lại có thể thấy được thanh kiếm trong truyền thuyết ở đây. Một thần khí như vậy lại rơi vào trong tay cậu, đúng là đáng tiếc. Vẻ mặt Ngô Tông Lâm đầy cảm khái nói. Vừa rồi ông ta đã bị thương nặng bởi đòn tấn công của Lâm Thanh Diện lúc này thần hồn đã không ổn định, huống chi Lâm Thanh Diện lại đang cầm thanh kiếm trảm tiên trong tay.
đối với Lâm Thanh Diện mà nói chính là bất khả chiến bại. Cho nên ông ta hiểu rõ kết cục của mình ngày hôm nay. Lão già, mau nói cho tôi biết lai lịch của thanh kiếm này, nếu không tôi sẽ một chiêu giết chết ông. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói với Ngô Tông Lâm. Ngô Tông rõ ràng rất xem thường Lâm Thanh Diện, nhưng cho dù hôm nay ông ta có sử dụng tất cả thủ đoạn cũng không thể là đối thủ của Lâm Thanh Diện người đang cầm thanh kiếm Trảm Tiên trong tay. Ông ta thở dài bất đắc dĩ nói, thôi, nói cho cậu biết cũng được. Thanh kiếm Trảm Tiên này được đồn là vũ khí của một vị thần ma thực lực thông thiên thời viễn cổ. Mà theo truyền thuyết vũ khí có thể được thần ma khống chế đương nhiên là thần khí rồi. Nghe đồn vị thần ma này rất xem thường những cao thủ tự xưng là tiên hoặc là thần, hơn nữa còn có mối thù rất sâu với bọn họ cho nên liền đặt tên cho thanh kiếm này là kiếm Trảm Tiên. Vị thần ma kia thề rằng phải giết sạch hết tất cả thần tiên trong thiên hạ. Người ta đồn rằng thanh kiếm Trảm Tiên này có thể chém nứt mọi thứ hữu hình hoặc vô hình trên đời này, ngay cả nhân quả bí ẩn nhất cũng có thể bị chém nứt chỉ bằng một nhát kiếm, uy lực của nó không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là mặc dù thanh kiếm này rất mạnh nhưng vị thần ma viễn cổ này cuối cùng cũng bị một đám tiên thần liên thủ với nhau đánh bại. Năm đó có tin đồn rằng tuy vị thần ma kia đã chết, nhưng kiếm Trảm Tiên vẫn tồn tại trên đời này. Lúc đó vô số người đã đổ xô đi tìm thanh kiếm này như điên nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể tìm thấy nó. Cho nên thanh kiếm này đã trở thành vật trong truyền thuyết. Không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy thanh kiếm này trong tay cậu. Cậu nhóc, uy lực của thanh kiếm này mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Thanh kiếm này ở trong tay cậu quả thật là phung phí của trời mà. Lâm Thanh Diện hừ một tiếng, sao nào? Vậy ý của ông là bảo tôi đưa cho ông thanh kiếm này. Đối với những lời đồn liên quan đến thanh kiếm này theo lời kể của Ngô Tông Lâm, trong lòng Lâm Thanh Diện vẫn hơi nghi ngờ. Thần ma, tiên, thần, chặt đứt nhân quả những thứ này đối với Lâm Thanh Diện mà nói đúng là quá xa lạ. Hơn nữa, thoạt nghe qua giống hệt như một câu chuyện bịa đặt. Nếu trên thế giới này thật sự tồn tại những thứ như Ngô Tông Lâm nói, thì thế giới này sợ là đã bị một trận chiến phá hủy từ lâu rồi. Huống chi những gì Ngô Tông Lâm nói cũng chỉ là nghe đồn, độ tin cậy cũng không cao lắm. Chỉ là khi hiểu biết về thế giới này dần tăng lên, có đôi khi cho dù Lâm Thanh Diện không muốn tin cũng không được, cũng giống như thần hồn của lão quái vật này đã tồn tại 500 năm. Ngô Tông Lâm cười nói với Lâm Thanh Diện, đương nhiên tôi không hy vọng xa vời cậu sẽ đưa cho tôi vật quý báu như vậy. Chỉ có điều cậu có thanh kiếm Trảm Tiên này thì đối với cậu mà nói tôi chẳng có bất kỳ uy hiếp nào. Không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Cậu tha cho tôi đồng thời giúp tôi tìm một người có thể đoạt xác được. Chỉ cần tôi có thể sống lại tôi liền truyền tất cả bản lĩnh của mình cho cậu. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất giữa trời đất này. Cậu thấy thế nào? Lâm Thanh Diện suy nghĩ một hồi. Sau đó khịt mũi lớn tiếng nói. Ông cho rằng tôi sẽ tin một lão già quỷ quái ngay cả đời sau của mình cũng không bỏ qua sao? Tôi không hiếm lạ mấy bản lĩnh kia của ông cứ giữ lại để kiếp sau tu luyện đi. Lâm Thanh Diện nói xong liền nhấc thanh kiếm Trảm Tiên trong tay lên, chém một nhát về phía Ngô Tông Lâm. Một luồng kiếm khí bàng bạc xuất hiện, ép thẳng lên mặt Ngô Tông Lâm. Trên mặt Ngô Tông Lâm xuất hiện tia vặn vẹo, ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại dứt khoát như vậy cũng không ngờ anh sẽ ra tay với ông ta. Ông ta còn muốn dùng vài lời dụ dỗ để mê hoặc Lâm Thanh Diện. Khiến Lâm Thanh Diện từ bỏ quyền khống chế thân thể của ông ta, bây giờ xem ra là không còn hy vọng nào nữa rồi. Đồ nhóc con đáng chết, lẽ nào cậu không muốn học cách tu luyện thần hồn sao? Cậu vội giết chết tôi như vậy thì có ích gì cho cậu? Ngô Tông Lâm hét lên với Lâm Thanh Diện. Ha ha, nhưng tôi lại không cảm thấy lão quái vật ông sẽ tốt bụng dạy tôi cách tu luyện thần hồn. Tôi thấy ông sẽ nghĩ ra mọi cách để đoạt được xác của tôi mới là thật. Người có tâm địa bất chính như ông để lại trên đời này cũng chỉ gieo vạ cho người khác, cho nên ông vẫn nên đi gặp Diêm Vương, thành thật ở lại nơi đó đi. Lâm Thanh Diện cũng không do dự nữa. Anh vừa nói xong, kiếm quang liền chạm tới trước mặt Ngô Tông Lâm, lập tức toát ra chùm sáng, sau đó chém thẳng lên thần hồn của Ngô Tông Lâm. Ngô Tông Lâm còn muốn phản kháng nữa nhưng đáng tiếc ông ta giống như một tờ giấy trắng trước kiếm quang của kiếm Trảm Tiên. Chỉ trong chốc lát cả cơ thể bằng thần hồn của ông ta liền bị chia ra làm hai, sau đó hóa thành hai luồng sức mạnh thần hồn tinh khiết treo lơ lửng trong thế giới tinh thần của Lâm Thanh Diện. Sở dĩ Lâm Thanh Diện không suy nghĩ gì về điều kiện của Ngô Tông Lâm đưa ra là bởi vì Lâm Thanh Diện chỉ khi ở trong thế giới tinh thần của anh, dựa vào kiếm Trảm Tiên mới có thể đối phó với Ngô Tông Lâm. Một khi Ngô Tông Lâm sống lại, không ai biết rốt cuộc ông ta sẽ có thủ đoạn như thế nào. Mà sau khi Ngô Tông Lâm người biết rõ Lâm Thanh Diện đang có thanh kiếm Trảm Tiên trong tay sống lại,
người đầu tiên ông ta muốn giết chính là Lâm Thanh Diện anh. Dù sao Ngô Tông Lâm cũng xem thanh kiếm Trảm Tiên này là thần kỳ, Lâm Thanh Diện không nghĩ rằng Ngô Tông Lâm sẽ có thể chống lại sự cám dỗ này. Hơn nữa nếu Lâm Thanh Diện đồng ý với điều kiện của Ngô Tông Lâm thì phải đi tìm một người có thể đoạt xác cho ông ta, xuất phát từ lương tâm, Lâm Thanh Diện vẫn là không làm được chuyện như vậy. Vì vậy, sau khi suy nghĩ toàn diện, Lâm Thanh Diện cảm thấy chỉ có loại bỏ Ngô Tông Lâm thì mới có thể tránh được nhiều phiền phức về sau. Sau khi giải quyết xong Ngô Tông Lâm, Lâm Thanh Diện cũng thở phào nhẹ nhõm, kiếm Trảm Tiên trong tay cũng mở đi rất nhiều do tiêu hao hết. Chẳng qua một lúc sau, kiếm Trảm Tiên bay khỏi tay của Lâm Thanh Diện đến bên cạnh hai luồng thần hồn lực do Ngô Tông Lâm hóa thành, chui thẳng vào bên trong một trong hai luồng lực kia, bắt đầu hấp thu thần hồn lực của Ngô Tông Lâm, chỉ trong chốc lát, nó liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa, thần hồn lực của Ngô Tông Lâm khá nồng đậm, sau khi kiếm Trảm Tiên khôi phục trạng thái xong, vẫn không dừng lại, bắt đầu mượn thần hồn lực này sửa chữa lỗ hổng trên thân kiếm của mình. Lâm Thanh Diện nhìn cảnh tượng kỳ diệu này thì nghĩ rằng thần hồn của Ngô Tông Lâm có thể tồn tại 500 năm mà không bị diệt, chắc chắn là thần hồn lực rất mạnh. Bên kia còn sót lại một luồng thần hồn lực, nếu bản thân mình hấp thu nó vậy chẳng phải có thể khiến thần hồn của bản thân tiến lên một bậc sao. Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra tia phấn khích, sau đó liền đi tới luồng thần hồn còn lại. Chương 934, Vong Ân Phụ Nghĩa. Biệt thự nhà họ Ngô, trong phòng Ngô Bội Từ. Lúc này trong phòng đã đầy ắp người, trừ ba người Ngô Dung, Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nhiên ra, còn có mấy vị cao tầng của nhà họ Ngô. Lúc này, sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm nghị nhìn Lâm Thanh Diện đang nhắm mắt dưỡng thần, thảo luận xem rốt cuộc nên cứu Lâm Thanh Diện hay chờ lão tổ tông của nhà họ Ngô đoạt xác Lâm Thanh Diện sống lại. Ông cụ, lão tổ tông vì lần sống lại này mà đã chuẩn bị hơn 500 năm, chỉ cần lão tông có thể sống lại, thì nhà họ Ngô chúng ta sẽ có cơ hội tái hiện lại sự huy hoàng của năm đó rồi. Tuy hơi tiếc cho tiểu huynh đệ này nhưng vì cơ nghiệp của nhà họ Ngô chúng ta, hy sinh một người cũng không tính là gì. Một vị trưởng lão của nhà họ Ngô mở miệng nói. Nói phải lắm, lão tổ tông sống lại là chuyện lớn, cực kỳ quan trọng với nhà họ Ngô chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng đã chờ đợi cơ hội này 500 năm rồi. Nếu bỏ qua lần này, sau này muốn gặp lại cũng rất khó. Lại có một người khác nói vào. Sau khi Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nhiên nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ không vui. Tôi không đồng ý, Lâm Thanh Diện vì cứu tôi mới rơi vào tình trạng này mà các người lại muốn hại anh ta để anh ta trở thành vật hy sinh của nhà họ Ngô. Việc này quá không công bằng đối với Lâm Thanh Diện, Ngô Bội Từ nghiêm túc nói. Ngô Bội Nhiên đứng một bên cũng biết được tình hình đại khái từ chỗ Ngô Bội Từ. Cô ta chỉ quan tâm đến tình trạng của chị ruột mình, hoàn toàn không có hứng thú với việc lão tổ tông của nhà họ Ngô sống lại. Huống chi lão tổ tông này vốn dĩ muốn đoạt xác của Ngô Bội Từ đấy, bởi vì Ngô Bội Từ không cảm nhận được thần hồn, cho nên mới xuất hiện tình huống như bây giờ. Điều này tương đương với việc Lâm Thanh Diện đã cứu Ngô Bội Từ cho nên trong lòng Ngô Bội Nhiên rất biết ơn Lâm Thanh Diện. Hơn nữa lão tổ tông của nhà họ Ngô có thể có ý đồ đen tối, cho dù sống lại chắc cũng sẽ không làm được việc tốt gì. Cho nên cô ta và Ngô Bội Từ phản đối việc lão tổ tông mượn cơ thể Lâm Thanh Diện để sống lại. Tôi cũng không đồng ý. Lâm Thanh Diện chịu cứu chị tôi đã là hết lòng hết dạ với chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta lại hại anh ta, như vậy chẳng phải nhà họ Ngô chúng ta sẽ trở thành hạng người vong ân phụ nghĩa sao? Ngô Bội Nhiên trợn mắt nhìn mấy vị trưởng lão của nhà họ Ngô nói. Mấy vị trưởng lão hơi khó chịu khi nghe hai chị em phản đối, một người trong đó nói, hai chị em các người còn trẻ thì biết cái gì? Việc này liên quan đến sự phát triển sau này của nhà họ Ngô, chúng ta đã sống vật vờ nhiều năm như vậy rồi, thậm chí ngay cả kẻ gà mờ như nhà họ Ngô cũng còn nổi tiếng hơn cả chúng ta. Lẽ nào các người vẫn muốn để cho họ Ngô tiếp tục như vậy sao? Vị kia là lão tổ tông của nhà họ Ngô chúng ta đấy. Sao chúng ta có thể vong ơn phụ nghĩa được chứ? Ngược lại là hai người các người, anh chàng này chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, sự sống chết của cậu ta thì có liên quan gì đến nhà họ Ngô chúng ta chứ? Lão tổ tông sống lại, mới là hy vọng của nhà họ Ngô chúng ta. Lại có thêm một vị trưởng lão khác mở miệng nói. Cả hai người Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nhiên đều sốt ruột. Bọn họ không ngờ mấy vị cao tầng của nhà họ Ngô lại không biết xấu hổ như vậy. Lúc này lại dám nói sống chết của Lâm Thanh Diện không liên gì đến nhà họ Ngô nữa chứ. Hai người đều nhìn Ngô Dung bằng ánh mắt cầu xin. Ông nội, nhà họ Ngô chúng ta xưa nay chưa từng có kế hoạch để cho lão tổ tông sống lại. Ông mời Lâm Thanh Diện tới, cũng chỉ là để cho anh ấy cứu chữa cho chị mà thôi.
bây giờ chị đã tỉnh lại rồi, nếu chúng ta cứ nhìn Lâm Thanh Diện bị lão tổ tông đoạt xác như vậy, thì đạo nghĩa của nhà họ Ngô sẽ không còn nữa. Ngô Bội Nghiên van xin nói. Đúng đấy ông nội, người từ nhỏ đã dạy dỗ chúng con rằng nhận một chút ân huệ nhỏ cũng phải báo đáp gấp bội. Bây giờ nếu thấy Lâm Thanh Diện chết mà không cứu, thì chẳng phải đã vi phạm nguyên tắc làm người sao? Ngô Bội Từ cũng mở miệng nói. Đạo nghĩa gì, nguyên tắc gì? So với cơ nghiệp của nhà họ Ngô thì những thứ đó chẳng là gì cả. Một vị trưởng lão của nhà họ Ngô phản bác lại nói. Ngô Dung bất đắc dĩ thở dài. Lúc này ông ta cũng cực kỳ phân vân, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Chuyện này xảy ra thực sự quá đột ngột, không ai biết Ngô Bội Từ hôn mê là có liên quan đến sự sống lại của lão tổ tông nhà họ Ngô. Bây giờ Ngô Bội Từ đã tỉnh lại, nhưng bọn họ đang tiến thoái lưỡng nan về việc có nên cứu Lâm Thanh Diện hay không. Nếu thật sự dùng sự tích lũy nhiều năm của nhà họ Ngô thì không phải không thể cứu Lâm Thanh Diện được, nhưng quả thực nhà họ Ngô đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, Ngô Dung cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng nhà họ Ngô bước lên đỉnh vinh quang. Khi mọi người đang tranh luận thì Lâm Thanh Diện nhắm mắt ngồi ở bên giường đột nhiên phát ra dao động tinh thần rất mạnh, mọi người trong phòng đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, ai nấy cũng vội vàng vịn tay vào thứ bên cạnh để tránh cho bản thân ngã xuống đất. Chuyện gì thế này, tại sao tôi cảm thấy đầu của mình giống như được rót vào một luồng sức mạnh, cảm thấy như sắp nổ tung rồi. Một ông lão nhà họ Ngô mở miệng hét lên. Là lão tổ tông sắp sống lại rồi, nhất định là như vậy, bây giờ chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Chuyện này đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Nhà họ Ngô của chúng ta có mệnh trỗi dậy rồi. Một người khác phấn khích hét lên. Hai chị em Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên sắc mặt trắng bệch, rất rõ ràng luồng tinh thần lực đột nhiên bộc phát này khiến các cô không chịu nổi. Nhưng Ngô Dung lại ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng hơi phức tạp. Bọn họ còn chưa thảo luận xong có nên cứu Lâm Thanh Diện không thì lão tổ tông đã thành công cướp xác của Lâm Thanh Diện rồi sao? Qua một lúc, Lâm Thanh Diện mở mắt ra, trong mắt hiện lên tia sáng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Anh đương nhiên không thể bị lão tổ tông nhà họ Ngô đoạt xác rồi. Ngô Tông Lâm đã chết dưới kiếm trảm tiên của anh, lúc này người mở mắt ra đương nhiên vẫn là Lâm Thanh Diện. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế là bởi vì Lâm Thanh Diện đã hấp thu một nửa thần hồn lực mà Ngô Tông Lâm để lại, thần hồn của anh mạnh hơn gấp mấy lần, vừa rồi chính là dấu hiệu đột phá thần hồn của Lâm Thanh Diện. Mặc dù trình độ bây giờ của anh vẫn không thể so sánh được với cảnh giới của Ngô Tông Lâm trước khi chết, nhưng so với trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Trước đây, thần hồn lực của Lâm Thanh Diện chỉ có thể bao phủ trong phạm vi khoảng 5 mét xung quanh anh mà phạm vi này có cũng được, không có cũng chẳng sao, nó chỉ có tác dụng rất nhỏ trong chiến đấu. Nhưng bây giờ thần hồn lực của Lâm Thanh Diện đã có thể bao trùm trong phạm vi 100 mét. Lúc này toàn bộ căn biệt thự của nhà họ Ngô đã hiện lên trong đầu Lâm Thanh Diện. Mỗi một chi tiết đều không thể thoát khỏi sự dò xét của anh. Kiếm trảm tiên cũng vì một nửa thần hồn lực kia mà khôi phục đáng kể, tuy lỗ hỏng trên thân kiếm không thay đổi nhiều nhưng uy lực của nó chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều. Lâm Thanh Diện có thể nghe được rõ ràng đoạn đối thoại lúc nãy trong căn phòng này thông qua thần hồn lực. Anh không ngờ người nhà họ Ngô lại nghĩ đến việc hy sinh bản thân anh để cho lão tổ tông nhà họ Ngô sống lại. Anh thật sự đã đánh giá cao những người nhà họ Ngô này rồi. Hai chị em Ngô Bội Từ xem như cũng trọng tình trọng nghĩa, chỉ có điều Lâm Thanh Diện sẽ không bỏ qua cho những trưởng lão của nhà họ Ngô kia. Bọn họ đều muốn hy sinh anh thì làm sao Lâm Thanh Diện có thể khách sáo với bọn họ được chứ? Sau khi thu lại tinh thần lực của mình, Lâm Thanh Diện đứng dậy nhìn về phía mấy trưởng lão của nhà họ Ngô. Khi mấy vị trưởng lão nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia của Lâm Thanh Diện, thì tất cả mọi người đều run lập cập, sau đó quỳ xuống với Lâm Thanh Diện. Lão Tổ Tông, ngài có thể sống lại rồi. Đúng là chuyện đáng mừng. Nhà họ Ngô chúng ta có ngài, sau này nhất định sẽ tỏa sáng. Lâm Thanh Diện hừ một tiếng, trực tiếp bóp cổ một người trong đó. Lão Tổ Tông của các người đã chết rồi. Ông đây chính là Lâm Thanh Diện. Nếu các người đã nhớ nhung Lão Tổ Tông của mình như vậy thì xuống cùng xuống dưới đó với ông ta đi. Nói xong Lâm Thanh Diện cũng không do dự nữa, bẻ luôn cổ của ông ta. Chương 935, thiện ác rõ ràng. Ba người Ngô Dung, Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên đều giật mình. Ai nấy cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. Bọn họ đều không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể dựa vào bản thân mà giết chết lão tổ tông của nhà họ Ngô. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão kia nhà họ Ngô kia cũng vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Lâm Thanh Diện trong nháy mắt đã vặn gãy cổ của một người, ai nấy cũng đều sởn gai óc. Chuyện này, sao có thể có chuyện này, cậu vẫn là thằng nhóc kia.
lão tổ tông của nhà họ Ngô chúng tôi đâu rồi? Một vị trưởng lão nhà họ Ngô khác nhìn Lâm Thanh Diện hỏi. Lâm Thanh Diện liếc mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói, không phải tôi đã nói rồi sao, ông ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Trong lòng của mấy vị trưởng lão kia ngập tràn sợ hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới việc Lâm Thanh Diện sẽ đánh bại lão tổ tông nhà họ Ngô. Trong tiềm thức bọn họ đều tin rằng nếu không được cứu, Lâm Thanh Diện nhất định sẽ bị lão tổ tông nhà họ Ngô đoạt xác, cho nên mới có cuộc thảo luận vừa rồi. Nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện đã giải quyết luôn lão tổ tông nhà bọn họ rồi. Kết quả này hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ. Quan trọng hơn chính là Lâm Thanh Diện thực sự đã nghe được cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ. Trong lòng bọn họ biết rõ những lời nói kia không khác mấy so với việc cố ý giết chết Lâm Thanh Diện, cho nên Lâm Thanh Diện vừa tỉnh lại liền giết người đây cũng là bọn họ có tội thì phải chịu. Tôi có lòng tốt giúp đỡ nhà họ Ngô các người cứu người. Còn các người lại định hy sinh tôi để phục sinh cho lão tổ tông nhà các người. Ha ha, tôi đúng là ngây thơ. Vốn cho rằng nhà họ Ngô các người vì nể mặt tôi đã cứu người mà giúp đỡ tôi, bây giờ xem ra, tôi đúng là có mắt như mù. Giọng nói của Lâm Thanh Diện có sức xuyên thấu kỳ lạ, khiến lòng người nhà họ Ngô nhìn không được run rẩy. Anh phóng thẳng ra huyền kình, hai lòng bàn tay bộc phát ra ánh sáng, sau đó thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh hai vị trưởng lão của nhà họ Ngô kia, giơ tay lên bóp cổ bọn họ. Vừa rồi có ba vị trưởng lão khăng khăng muốn hy sinh Lâm Thanh Diện, lúc nãy anh đã giết một người rồi, hai người còn lại đương nhiên không có khả năng thoát được. Lâm Thanh Diện không cho bọn họ cơ hội cầu xin, trực tiếp dùng sức bẻ gãy cổ của hai người. Những trưởng lão còn lại của nhà họ Ngô lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện. Trong cuộc thảo luận vừa rồi tuy bọn họ không phát biểu ý kiến gì nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Thanh Diện sẽ bỏ qua cho bọn họ trong cơn nóng giận. Cũng may Lâm Thanh Diện là người phân biệt thiện ác rõ ràng, những trưởng lão này không ủng hộ việc hy Lâm Thanh Diện, đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không gây rắc rối cho bọn họ. Bầu không khí trong phòng khá ngưng trọng, Ngô Dung không ngờ mọi chuyện lại như thế này, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Tuy hai người Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên không muốn Lâm Thanh Diện hy sinh như vậy cho nên nhìn thấy Lâm Thanh Diện tỉnh lại, trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện vừa tỉnh lại đã giết ba vị trưởng lão của nhà họ Ngô, thì bọn họ cũng bị dọa sợ. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn về phía Ngô Dung, ánh mắt vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Khi Ngô Dung bắt gặp ánh mắt của Lâm Thanh Diện, cơ thể ông ta đột nhiên run lên, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Lâm Thanh Diện tôi từ trước đến nay đều phân biệt thiện ác rõ ràng, kẻ muốn giết tôi sẽ không buông tha. Ngô Dung, ông cho rằng lúc đó ông không có suy nghĩ hy sinh tôi để phục sinh cho lão tổ tông nhà họ Ngô ông sao? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Ngô Dung hỏi. Ngô Dung hít một hơi thật sâu, ngay từ khi chắc chắn rằng người tỉnh dậy là Lâm Thanh Diện thì Ngô Dung biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Ông ta không do dự quỳ ngay xuống trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện tiểu huynh đệ, cậu giết tôi đi. Trước đó quả thật tôi đã hơi do dự. Cậu là người tôi mời tới, biết được cậu đang gặp nguy hiểm lẽ ra tôi nên cứu cậu ngay lập tức, nhưng tôi lại lựa chọn tìm các vị trưởng lão của nhà họ Ngô tới, thương lượng chuyện này. Điều này chẳng khác gì đang trì hoãn thời gian. Tôi biết tôi đã làm sai, cậu oán trách tôi có thể hiểu được, thế nên cậu giết tôi đi. Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên đều lo lắng nhìn ông của mình. Bọn họ cũng không ngờ ông nội sẽ yêu cầu Lâm Thanh Diện giết chết ông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, ông nội tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, xin anh mở lòng từ bi mà tha cho ông ấy một mạng. Ngô Bội Từ mở miệng nói. Lâm Thanh Diện, chuyện này quả thực là do nhà họ Ngô của tôi làm không tốt. Ông nội vừa rồi chỉ là không biết nên quyết định như thế nào. Nếu anh thật sự muốn trách ông nội, xin hãy trừng phạt tôi. Tôi sẵn sàng gánh mọi hậu quả thay ông nội. Ngô Bội Nghiên cũng vội vàng nói theo. Lâm Thanh Diện nhìn ba người hừ lạnh một tiếng, sau đó một luồng thần hồn lực tràn ra, quét thẳng về phía bọn họ. Cả ba người đều cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó nôn ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Lâm Thanh Diện vừa sử dụng thần hồn lực để làm ba người bọn họ bị thương nặng, đó cũng là một bài học cho bọn họ. Ngày hôm nay tôi nể mặt sự cầu xin của bọn họ nên mới tha cho ông một mạng. Nhưng ông phải nhớ kỹ, cái mạng này của ông đã là của tôi rồi. Nếu ngày sau ông vẫn không biết phân biệt đúng sai, lại do dự nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Ngô Dung vội vàng chắp tay với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện tiểu huynh đệ yên tâm, lần này đúng là do tôi nhất thời hồ đồ,
sau này mạng của Ngô Dung tôi là của tiểu huynh đệ cậu rồi, nếu Lâm Thanh Diện cậu có gì dặn dò, Ngô Dung tôi sẽ làm đâu vào đó, không có bất kỳ do dự nào nữa. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói nữa. Hai người Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nhiên cũng không có ý kiến gì về kết quả xử trí của Lâm Thanh Diện, thậm chí còn cảm thấy hơi may mắn. Dù sao cũng là nhà họ Ngô bọn họ mời Lâm Thanh Diện đến cứu người, kết quả đã cứu được người nhưng bọn họ lại muốn mưu hại Lâm Thanh Diện để đổi lấy tương lai của nhà họ Ngô, đây rõ ràng là hành vi vong ân phụ nghĩa. Với thực lực của Lâm Thanh Diện cho dù muốn tiêu diệt cả nhà họ Ngô cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện chỉ giết 3 vị trưởng lão và làm 3 người bị thương nặng, đây quả thực là kết quả tốt nhất. Ngô Bội Từ hơi hòa hoãn lại một chút, sau đó bước tới trước mặt Lâm Thanh Diện, hành lễ với Lâm Thanh Diện, tiếp theo trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng nói, Bội Từ đa tạ Lâm công tử đã cứu mạng, chuyện lúc trước là quả thực là do người nhà họ Ngô không đúng, để cảm ơn Lâm công tử, Bội Từ đồng ý dâng ra tấm thân trinh trắng. Chỉ mong Lâm công tử bớt giận. Ngô Bội Nhiên nhìn thấy Ngô Bội Từ nói như vậy liền vội vàng kéo cô ta lại, chị đừng như vậy. Lâm Thanh Diện không có hứng thú về chuyện này. Ngô Bội Từ sửng sốt, vô thức rời tầm mắt xuống phía dưới, sau đó nhanh chóng rời đi. Lẽ nào anh có vấn đề về chuyện kia? Lâm công tử, thật ngại quá, tôi không biết anh lại có vấn đề về phương diện này. Đúng là đã xúc phạm đến anh rồi. Ngô Bội Từ vội vàng xin lỗi. Có điều nói xong lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lâm Thanh Diện cạn lời, thầm nghĩ hai người này không hổ là chị em, ý nghĩ trong đầu cũng giống hệt nhau, rất nóng lòng muốn gả ra ngoài. Ngô Bội Nhiên cũng không ngờ Ngô Bội Từ sẽ nghĩ như vậy, vẻ mặt càng thêm xấu hổ, cô ta nói, chị à, em không có ý đó, Lâm Thanh Diện đã kết hôn rồi. Lập tức Ngô Bội Từ đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Diện, vội vàng nói, Lâm công tử. Thật ngại quá, là do tôi nghĩ nhiều rồi. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến hai người bọn họ nữa, ngược lại nhìn Ngô Dung nói, giao sách cổ và phương pháp tu luyện thần hồn của nhà họ Ngô các người ra đây. Chương 936, Ách Cổ. Trong phòng làm việc của biệt thự nhà họ Ngô, Lâm Thanh Diện đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn có một vài cuốn sách khá thô sơ, trang sách đã ố vàng, mép sách bị cuộn lại, chỉ có điều vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung trên đó. Lâm Thanh Diện đã ngồi đây xem sách rất lâu rồi, lúc này trời đã nhá nhem tối, bên ngoài đã lên đèn như tuyên bố bóng đêm đang kéo đến. Lúc này hai chị em Ngô Bội Nhiên và Ngô Bội Từ đang đứng cách hành lang bên ngoài phòng làm việc không xa, nhỏ giọng thì thầm, sợ làm phiền Lâm Thanh Diện đọc sách, nhưng có thể thấy hai cô gái đang trò chuyện rất vui vẻ. Tuy trước đó Lâm Thanh Diện sử dụng thần hồn lực làm bọn họ bị thương nặng, nhưng vì có thể phục vụ Lâm Thanh Diện bất cứ lúc nào nên hai cô gái cố gắng nhẫn nhịn giữ vững tinh thần. Từ nhỏ bọn họ đã tiếp nhận huấn luyện tinh thần lực, do đó sức mạnh ý chí của bọn họ người bình thường không thể nào so sánh được, nếu kiên trì trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn có thể chịu đựng được. Lúc này Ngô Bội Nhiên đang kể lại một số chuyện của Lâm Thanh Diện cho Ngô Bội Từ người vừa mới tỉnh lại, không biết khoảng thời gian này bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nghe. Ngô Bội Từ rất nghiêm túc lắng nghe, đồng thời cô ta cũng khá ngạc nhiên trước những gì Lâm Thanh Diện đã làm. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể dùng thực lực của một người để so tài với ngũ đại thế gia trong giới võ đạo, thậm chí giết luôn cả gia chủ nhà họ Chu cấp bậc thái đầu của giới thuật pháp. Đối với một thanh niên chưa đầy 30 tuổi mà nói đây chắc chắn là một hành động có thể khoe khoang cả đời. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện hôm nay còn dựa vào thực lực của mình để loại bỏ thần hồn lão tổ tông đã tồn tại 500 năm của nhà họ Ngô. Ngô Tông Lâm đã ở trong thế giới tinh thần của Ngô Bội từ lâu như vậy. Thực lực ông ta khủng bố cỡ nào trong lòng Ngô Bội Từ đều biết rõ. Vì thế lúc này Ngô Bội Từ đã phục sát đất Lâm Thanh Diện, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào xuất sắc như vậy. Nếu nói lúc nãy cô ta nói muốn dâng tấm thân trinh trắng của mình cho Lâm Thanh Diện chỉ vì muốn báo hơn thì bây giờ cô ta đúng là thật lòng có hứng thú với anh. Chỉ tiếc Lâm Thanh Diện đã kết hôn, cho nên tất cả suy nghĩ của cô chỉ có thể cất giấu trong lòng mình. Hai, một người xuất sắc như thế lại kết hôn rồi. Nếu anh ấy chưa kết hôn thì tốt biết mấy, cho dù chỉ có bạn gái thôi cũng được, bây giờ đúng là chẳng còn chút hy vọng nào nữa, Ngô Bội Từ hơi cảm thán nói. Ngô Bội Nhiên lập tức che miệng cười nói, chị ơi, chị lại bắt đầu mê trai rồi. Hứ, đừng tưởng chị không nhìn ra được suy nghĩ của em. Suy nghĩ của em cũng chẳng khác gì chị đâu, cũng may anh ấy đã kết hôn rồi, nếu không chẳng phải chị em chúng ta trở thành tình địch của nhau sao? Ngô Bội Từ nói. Bị nói chúng tâm sự Ngô Bội Nhiên lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói chuyện với chị mình nữa.
Trong phòng, Lâm Thanh Diện đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm. Dùng hết buổi chiều, cuối cùng anh cũng đọc xong mấy cuốn sách cổ cơ bản này của nhà họ Ngô. Trong đó, có một đoạn giới thiệu rất chi tiết về thần hồn, sau khi đọc xong, Lâm Thanh Diện đã hiểu được thêm rất nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình. Người nhỏ trong đầu anh quả thật là thần hồn của anh. Hơn nữa theo hiểu biết của anh, trường hợp này của anh thuộc về thần hồn bẩm sinh vạn năm không gặp. Đó cũng là lý do tại sao sau khi hấp thu sức mạnh của Xích Dương Linh Mộc xong thì anh nhìn thấy luôn thần hồn của mình thức tỉnh. Nếu không có thần hồn bẩm sinh, cho dù Lâm Thanh Diện vừa mới sinh ra đã bắt đầu tu luyện thần hồn thì cũng không thể nào thức tỉnh thành công thần hồn ở tuổi 20 được. Mặc dù Ngô Bội Nghiên dường như chỉ còn một bước nữa là có thể thức tỉnh được thần hồn, nhưng một bước này có thể cô ta phải dùng cả đời để đột phá. Sau khi đọc xong những cuốn sách cổ của nhà họ Ngô, Lâm Thanh Diện nhận ra rằng bản thân anh đã mạo hiểm như cỡ nào khi hấp thụ sức mạnh của Xích Dương Linh Mộc. Lần đó nếu không phải anh gặp may thì cho dù có 100 cái mạng, anh cũng không sống nổi. Nếu được làm lại lần nữa, Lâm Thanh Diện nhất định sẽ không liều lĩnh cưỡng chế thần hồn thức tỉnh như vậy. Việc giới thiệu thần hồn bẩm sinh trong sách cổ cũng không quá nhiều. Dù sao người có được thần hồn bẩm sinh cho dù là ở thời đại kia của Ngô Tông Lâm cũng rất ít ỏi. Xác suất xuất hiện thần hồn bẩm sinh còn ít hơn chúng vé số mấy trăm lần. Cho nên Ngô Tông Lâm cũng không tốn thời gian để giới thiệu chi tiết về thần hồn bẩm sinh. Phần còn lại của những cuốn sách cổ này đều nói về việc chuẩn bị nuôi dưỡng và đánh thức thần hồn. Tuy những điều này không còn hữu ích đối với Lâm Thanh Diện nữa nhưng điều thông qua những thứ này, Lâm Thanh Diện cũng đã học được một số khái niệm cơ bản về thần hồn. Ví dụ như thủ đoạn mà Lâm Thanh Diện phóng thích thần hồn lực ra ngoài để dò xét tình hình xung quanh được gọi là thần niệm vừa xuất ra, muôn vạn sinh linh không trốn che thân. Phạm vi mà thần niệm bao phủ có liên quan rất lớn với việc thần hồn mạnh hay yếu, giống như lúc nãy khi Lâm Thanh Diện vừa thức tỉnh thần hồn anh chỉ có thể cảm nhận được phạm vi 5 mét, mà sau khi hấp thu được thần hồn lực của Ngô Tông Lâm xong thì phạm vi dò xét của anh đã đạt được 100 mét. Giống như cường giả thần cảnh mà Quý Trường Thanh đã nói tới. Ở trong sách cổ này cũng có nhắc tới, trong đó có nói nếu muốn đạt đến thần cảnh thì buộc phải thức tỉnh thần hồn trước. Cũng chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện mới biết tại sao Quý Trường Thanh lại cho rằng mình là người có hy vọng chạm đến thần cảnh nhất. Đồng thời, những cuốn sách cổ này chứa đựng rất nhiều kiến thức rất bổ ích đối với Lâm Thanh Diện. Sau khi đọc xong những cuốn sách cổ này, Lâm Thanh Diện mới nhận ra chỗ kỳ diệu của tinh thần con người. Trước đây, anh luôn tin rằng thế giới tinh thần của con người rất mong manh. Cần phải sống dựa vào cơ thể, chỉ bằng cách làm cho cơ thể mạnh mẽ hơn thì tinh thần mới có thể được bảo vệ. Nhưng sau khi đọc xong những cuốn sách cổ này, Lâm Thanh Diện nhận ra, tinh thần của một người cũng có thể đạt đến mức kinh khủng. Có một số cường giả siêu cấp dựa vào thần hồn chi lực của mình là có thể trực tiếp xé nát da thịt vững chắc của đối phương. Thậm chí, có một số cao thủ thông thạo thần hồn còn có thể giết chết hàng trăm nghìn chiến binh trên chiến trường trong nháy mắt. Mà tất cả những điều đó chỉ dựa vào sức mạnh đáng sợ của thần hồn. Thủ đoạn này, cho dù thể chất mạnh đến đâu cũng không thể làm được. Chỉ là để đạt được trình độ này thì tương đối khó, hơn nữa cho dù là cao thủ thần cảnh thì bọn họ cũng chỉ càng chú ý đến sức mạnh thể chất hơn, rất ít người bỏ ra nhiều thời gian và sức lực để nghiên cứu thần hồn, dù sao hiệu quả thu được từ việc này cũng không đáng kể. Còn về phương pháp tu luyện thần hồn mà nhà họ Ngô đã đưa cho Lâm Thanh Diện thì anh vẫn chưa kịp xem. Dù sao chuyện này cũng không gấp được, nhà họ Ngô đã đưa phương pháp tu luyện cho Lâm Thanh Diện rồi, cho nên Lâm Thanh Diện dự định sau khi trở về sẽ nghiêm túc nghiên cứu sau. Sau khi đặt sách cổ xuống, Lâm Thanh Diện đứng dậy, duỗi eo liếc về phía bức tường. Thật ra thông qua thần niệm của mình anh đã nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài của hai chị em Ngô Bội Từ. Nghe được nội dung nói chuyện của hai chị em, Lâm Thanh Diệu không khỏi lắc đầu cười hờ hững. Anh đi về phía cửa, vào lúc này. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Tiếp theo anh liền phóng thích ra thần niệm của mình. Theo tin tức từ trên sách cổ mà Lâm Thanh Diện đã đọc qua, anh dùng cách đặc biệt bao trùm lên người hai chị em Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên. Sau đó, anh đẩy cửa bước ra và đi về phía hai chị em, nhưng điều kỳ lạ là hai chị em Ngô Bội Từ dường như không nhìn thấy Lâm Thanh Diện. Lúc Lâm Thanh Diện đi ngang qua bọn họ vẫn thẹn thùng tán gẫu. Hoàn toàn không phát hiện có gì khác lạ. Chương 937, anh ta đã đi rồi. Lâm Thanh Diện dừng lại phía trước hai chị em họ, anh quan sát họ lúc và phát hiện có vẻ như hai người họ thật sự không chú ý đến mình. Anh chỉ biết cười trừ khi nghe thấy hai người họ đang nhỏ to tán gẫu chuyện của mình,
sau đó anh tiếp tục đi xuống lầu. Lúc này Ngô Dung đang ngồi ở phòng khách lầu dưới, có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, ông vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Thanh Diện xuống đến nơi, liền nhanh chóng đứng lên. Lâm Thanh Diện, những cuốn sách cổ đó, cậu đã đọc hết chưa? Ngô Dung mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện thấy Ngô Dung có thể nhìn thấy mình, anh cũng chỉ bất đắc dĩ cười trừ. Cái mà anh mới thi triển chính là thông qua cách sử dụng lực của thần hồn để tạo ra một loại thủ thuật che mắt, có thể khiến cho tiềm thức của con người không chú ý lướt qua một số sự việc nào đó. Vừa rồi hai chị em Ngô Bội Từ vì không để ý Lâm Thanh Diện, cho nên mới không phát hiện Lâm Thanh Diện đi lướt qua họ. Nhưng thủ đoạn này cũng chỉ có tác dụng đối với người có lực của hồn thần yếu, còn đối với người đã tu luyện thần hồn pháp thì cơ bản là vô dụng, trừ khi thần hồn của Lâm Thanh Diện mạnh và đạt đến trình độ nhất định nào đó. Hai chị em Ngô Bội Từ tuy có tu luyện qua thần hồn pháp, nhưng vì họ bị trọng thương, thêm vào họ đang tập trung tán gẫu chuyện của Lâm Thanh Diện, vì vậy nên dễ bị che mắt hơn. Còn Ngô Dung thì dù sao cũng là ông già sống lâu hơn hai chị em Ngô Bội Từ mấy chục năm, đương nhiên không dễ bị che mắt như vậy rồi. Sở dĩ Lâm Thanh Diện sử dụng thủ đoạn đó với hai chị em họ là vì anh không muốn dính đến phiền phức nữa, hoặc là nghe được hai người họ nói muốn mình hiện thân, nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh cảm thấy nhức đầu, vậy nên chi bằng không trực tiếp đụng mặt với hai người họ vẫn hơn. Sách cổ tôi đã đọc xong rồi, trời cũng tối rồi, tôi cũng không ở lại làm phiền đến ông nữa. Thanh Diện trả lời Ngô Dung, Ngô Dung liền lên tiếng nói, sao lại nói là làm phiền được, cậu Lâm Thanh Diện có ơn với nhà họ Ngô chúng tôi. Sao chúng tôi lại cảm thấy cậu làm phiền chúng tôi được, cho dù cậu có ở lại đây luôn thì cũng không là vấn đề. Lâm Thanh Diện nhún vai, tỏ vẻ bản thân mình không hề có ý định ở lại đây. Anh đi về hướng cửa, vừa đi vừa nói, tôi về trước đây, nếu sau này có cần thiết thì tôi sẽ còn quay lại. Ngô Dung cũng không dám nề hà, ông liền lên tiếng nói, về vấn đề này thì cậu cứ yên tâm, sách cổ của nhà họ Ngô luôn luôn mở cửa đón chào cậu, không cần biết là lúc nào. Cậu đều có thể đến đọc sách cổ của nhà họ Ngô chúng tôi. Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói thêm gì nữa và rời khỏi biệt thư nhà họ Ngô. Lúc này, chiếc Land Rover của Trương Gia Đông đang dừng bên ngoài biệt thự. Tuy là chiếc xe này đã va chạm với chiếc Santana kia, nhưng vì chất lượng tốt hơn, nên bề ngoài vỏ xe chỉ có chút chảy xước, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chìa khóa xe để ở trong xe, Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, anh mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Sau khi theo dõi Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, Ngô Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu cảm mặt ông có chút kỳ lạ, ông lẩm bẩm, hai con nhóc đó không phải canh gác ở cửa phòng sách sao, sao mà Lâm Thanh Diện rời đi mà hai đứa cũng không đi theo xuống. Nghĩ vậy, Ngô Dung quay trở vào biệt thự, ông đi lên lầu 2 và nhìn thấy Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên vẫn đang nói chuyện rất khí thế. Hai con đang ngồi nói chuyện gì thế? Sao Lâm Thanh Diện rời đi mà các con cũng không đi theo đưa tiễn? Ngô Dung lên tiếng hỏi. Hai cô thấy Ngô Dung xuất hiện liền im bặt, sau khi nghe ông nói xong, cả hai đều có chút bất ngờ, Ngô Bội Từ lên tiếng nói, anh ta chưa đi mà, chúng con vẫn đứng ở đây nãy giờ, không hề thấy anh ta đi ra. Đúng vậy, ông nội, có phải là ông lẩm cẩm rồi không, Lâm Thanh Diện vẫn chưa đi ra mà. Ngô Bội Nghiên cũng nói theo. Nhất thời Ngô Dung bực mình liếc mắt nhìn hai cô và lên tiếng, cái gì mà ông lẩm cẩm? Ông nghĩ là hai con ở đây lo tán gẫu đến nỗi mà không phát hiện ra Lâm Thanh Diện rời đi, nếu hai con không tin thì tự đi vào phòng sách kiểm tra đi. Hai cô liền chạy vào phòng sách kiểm tra, vừa mở cửa nhìn vào, đập vào mắt hai người là cả gian phòng trống rỗng không bóng người, trên mặt hai cô không khỏi ngạc nhiên và áy náy. Sao, sao lại có thể như vậy được, rõ ràng tụi con đứng ở hành lang suốt, nếu anh ta rời đi thì chắc chắn tụi con sẽ phát hiện chứ. Ngô Bội Từ lên tiếng. Đúng rồi, cho dù tụi con có tán gẫu nhập tâm đến đâu thì cũng không thể nào không phát hiện một người lớn như vậy đi ngang qua trước mặt tụi con được, chẳng lẽ anh ta nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Ngô Bội Nghiên cũng lên tiếng nói với giọng điệu đầy nghi ngờ. Tận mắt ông nhìn thấy cậu ta từ cầu thang đi xuống, sao lại có chuyện nhảy qua cửa sổ được? Ngô Dung lên tiếng nói lại. Cả ba người họ đều có chút tò mò không hiểu rốt cuộc sự việc là như thế nào, lúc lâu sau, có vẻ như Ngô Dung nghĩ ra được điều gì đó. Ông lắc đầu thở dài, có vẻ như Lâm Thanh Diện không muốn gặp hai con, cho nên cậu ta đã dùng thủ đoạn gì đó để hai con không nhìn thấy cậu ta, như vậy bản thân cậu ta cũng đỡ phiền phức. Hai chị em Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên nghe được nhất thời im lặng không nói được gì, trên gương mặt họ hiện lên vẻ hụt hẫng tột cùng. Nhà cổ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện cho xe chạy đến nhà xe dưới tầng hầm,
quản gia nhà xe liền nhanh chóng chạy đến mở cửa cho Lâm Thanh Diện, nhìn thấy xe Lâm Thanh Diện lái về không phải chiếc Santana của mình, mặt ông liền lộ ra chút tò mò. Nhưng mà ông cũng không dám hỏi nhiều, với nhân vật tầm cỡ như Lâm Thanh Diện, cho dù Lâm Thanh Diện chê chiếc Santana của ông cũ nát và bỏ đi thì ông cũng không dám nói gì. Lâm Thanh Diện cho dừng chiếc Land Rover vào vị trí của Santana, sau khi xuống xe, anh đi thẳng về hướng quản gia. Quản gia thấy Lâm Thanh Diện đi tới, nhất thời trong lòng có chút hồi hộp lo lắng, ông đoán chắc Lâm Thanh Diện muốn nói chuyện liên quan đến chiếc xe của ông. Lâm Thanh Diện đổi xe, rất có thể là bởi vì xe của ông bị trục trặc, nếu vì như vậy mà làm chậm trễ việc của Lâm Thanh Diện thì chắc chắn ông sẽ phải chịu một phần trách nhiệm, Lâm Thanh Diện có thể sẽ vì lý do này mà đuổi việc ông, vì vậy mà ông không thể nào không lo lắng được. Ông chủ, quản gia cực kỳ lễ phép chào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thảy chìa khóa xe Land Rover về hướng quản gia. Quản gia tưởng Lâm Thanh Diện muốn ông cất chìa khóa xe, nên sau khi nhận được chìa khóa, ông liền cất vào tủ trực nhật. Không cần cất đâu, từ giờ chiếc xe đó là của ông. Lâm Thanh Diện lên tiếng. Quản gia nhất thời sửng sốt, ông nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt tò mò không hiểu. Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó anh kể lại sự việc xảy ra ngày hôm nay với giọng điệu có chút áy náy. Anh tỏ vẻ cảm thấy có lỗi về việc chiếc Santana bị va chạm, hy vọng quản gia có thể thông cảm bỏ qua cho anh, và rằng chiếc Land Rover này là người đụng xe đền bù cho anh. Quản gia nhất thời chỉ biết trợn tròn mắt, ông biết rõ chiếc Santana của mình đáng giá bao nhiêu, còn chiếc Land Rover này trị giá hơn 3 tỷ, dùng Land Rover để đổi Santana, đây rõ ràng là chỉ có trong giấc mơ. Nhưng thực tế thì Lâm Thanh Diện đã lái chiếc Land Rover về. Điều này chứng tỏ đối phương nể mặt Lâm Thanh Diện nên mới đền bù như vậy. Quản gia liền đưa trả lại chìa khóa của Land Rover cho Lâm Thanh Diện, dù sao thì chiếc xe này quá sang trọng, ông không thể nào nhận được, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn một mực cố chấp nói xe này là để bồi thường cho ông. Sau khi đẩy ngược chìa khóa xe trả lại về tay quản gia, Lâm Thanh Diện bèn quay người rời đi. Quản gia nhìn chìa khóa xe trên tay mình mà không khỏi cảm động, ông tự nhủ mình thật may mắn khi xin được công việc tốt như vậy. Hoặc nói đúng hơn là gặp phải ông chủ tốt như vậy. Ông cũng tự thề với mình rằng cho dù bản thân ông chỉ là người trông coi nhà xe, nhưng ông nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, không thể làm phụ tấm lòng tốt của Lâm Thanh Diện. Chương 938, người đến từ Bắc Cảnh. Địa điểm nào đó ở Kinh Đô, một chiếc xe Jeep đang dừng bên lề đường. Trên xe Jeep có một nam và một nữ, cả hai người đều mặc quân phục trên người, người nam thì cao ráo khôi ngô, ánh mắt có chút hung dữ. Trên trán còn có vết sẹo to gần bằng ngón tay cái, nhìn vào càng toát lên vẻ khủng bố khiến cho người khác phải e dè. Người nữ có vẻ như lão luyện hơn, cho dù là bộ trang phục trên người cô bình thường không nổi bật, nhưng cũng không thể che lấp được khí chất toát ra từ cô, thêm vào ngũ quan dễ gây chú ý, trong quân ngũ, cô tuyệt đối có thể được liệt vào danh sách hoa khôi của quân đội. Người đàn ông tên Nhậm Thu Hùng, năm nay 39 tuổi, là cán bộ cao cấp của Bắc Cảnh, là phó quản giáo của Thần Long Vệ. Là cao thủ thái quyền nổi tiếng ở Bắc Cảnh, cho dù là trong quân đội thì cũng không mấy người là đối thủ của anh. Người nữ tên Trác Nhã, 23 tuổi, đảm nhiệm công việc văn thủ trong quân ngũ, mới gia nhập vào quân ngũ được khoảng một năm, vì biểu hiện ưu tú nên được ủy nhiệm chỉ đạo viên của Tổng quản giáo của Thần Long Vệ. Hai người họ xuất hiện ở đây là vì nhận lệnh thống soái đón Tổng quản giáo Thần Long Vệ đến Bắc Cảnh. Lâm Thanh Diện, chính là Tổng quản giáo nhiệm kỳ mới của Thần Long Vệ. Lúc này Trác Nhã đã chăm chú đọc thông tin tư liệu của liên quan đến Tổng quản giáo, vì thân phận của Lâm Thanh Diện đặc thù, hơn nữa Phương Tôn rất coi trọng Lâm Thanh Diện, vì vậy thông tin tư liệu của Lâm Thanh Diện thuộc loại cơ mật cao nhất. Người bình thường chỉ có thể đọc được những thông tin cơ bản của Lâm Thanh Diện, còn về thực lực, thủ đoạn và sở hữu những chiến tích gì, toàn bộ những thông tin đó đều được mã hóa, chỉ có cấp cao trong quân đội mới có thể coi được. Cấp bậc của Trác Nhã cũng chỉ có thể đọc được những thông tin cơ bản của Lâm Thanh Diện. Thật sự không hiểu thống soái nghĩ như thế nào, Lâm Thanh Diện này cảm giác cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là người đứng đầu của nhà họ Lâm ở Kinh Đô thôi, hơn nữa anh ta còn có lý lịch từng là con rể dâng đến tận nhà ở Giang Thành, thông tin cơ bản cho thấy lúc anh ta làm con rể dâng đến cửa ở Hồng Thành, ai cũng gọi anh ta là phế vật, mãi đến khi tiếp nhận nhà họ Lâm mới bắt đầu vực dậy. Với lý lịch từng trải thì có vẻ như những khó khăn trở ngại mà Lâm Thanh Diện này trải qua khá là phong phú. Nhưng với một người từng bị người khác gọi là kẻ thất bại, thì sao lại có thể đảm nhận chức vụ Tổng quản giáo của Thần Long Vệ được, dù sao thì Thần Long Vệ cũng là đội quân có bối cảnh mạnh nhất.
Trác Nhã lên tiếng bày tỏ thắc mắc nghi ngờ trong lòng mình cho Nhậm Thu Hùng nghe. Nhậm Thu Hùng sau khi nghe được lời nói của Trác Nhã, anh ta cười vẻ khinh thường, thông tin của Lâm Thanh Diện này tôi có đọc qua, lúc mới xem thì tôi còn tưởng là thống soái lầm người, tôi còn cố tình đi gặp thống soái để hỏi, nhưng mà thống soái nói không lầm, nên phải nhận mệnh, chính là Lâm Thanh Diện này. Thống soái còn nói với tôi là Lâm Thanh Diện này không có đơn giản như vẻ ngoài của anh ta, kêu tôi nhất định không được nề hà chậm trễ, sau đó tôi nhìn số thông tin tư liệu này lúc lâu, sau đó cuối cùng mới hiểu, thống soái tìm anh ta đến để làm tổng quản giáo, dự đoán là để tôi luyện nhuệ khí của cái đám thần long vệ coi trời bằng vung đó. Trác Nhã vẫn tò mò hỏi, rèn luyện nhuệ khí của họ. Chỉ dựa vào Lâm Thanh Diện này. Không sai, cô nghĩ xem, Lâm Thanh Diện này trước đây là con rể ở rể. Chắc chắn là loại người có thể ứng biến lượn lẹo được, sau lại là người đứng đầu nhà họ Lâm, chứng tỏ anh ta cũng có chút thủ đoạn. Mà anh ta làm tổng quản giáo thì tư cách còn thua xa, chắc chắn sẽ khiến cho quân sĩ của thần Long Vệ bất mãn, đến lúc đó chắc chắn Lâm Thanh Diện này sẽ dùng vào thân phận chức vụ của mình để áp chế quân sĩ của thần Long Vệ. Trong quân ngũ, lệnh cấp trên lớn bằng trời, quân sĩ của thần Long Vệ cho dù bất mãn thì cũng không thể ý kiến gì được. Đối với tâm tính của họ có thể nói sẽ là một kiểu rèn luyện khá là đau khổ và khó khăn. Và người lượn lẹo như Lâm Thanh Diện chắc chắn có thể chịu đựng được sự bất mãn của quân sĩ, chắc đây là lý do mà thống soái tìm anh ta đến đây. Nhậm Thu Hùng nghiêm túc giải thích phân tích cho Trác Nhã nghe. Trác Nhã nghe xong cũng cảm thấy có chút hợp lý, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ không giải thích được. Nhưng việc tôi luyện nhuệ khí với quản giáo Nhậm đây không phải xứng đáng hơn sao? Trực tiếp tiến cử anh lên chức tổng quản giáo là được rồi, sao lại phải tìm thêm loại người như Lâm Thanh Diện nữa? Trác Nhã lên tiếng hỏi. Nhậm Thu Hùng nhất thời có chút ngại ngùng, trước đây vị trí tổng quản giáo vốn đích thân Phương Tôn đảm nhiệm, lần này ông nhường vị trí này ra, Nhậm Thu Hùng vốn tưởng rằng vị trí này sẽ thuộc về mình. Nhưng không ai ngờ rằng Phương Tôn lại tìm người chưa từng có kinh nghiệm tòng quân là Lâm Thanh Diện đảm nhiệm chức vụ tổng quản giáo, hơn nữa Lâm Thanh Diện chỉ mới hơn 20 tuổi. Quyết định này thật sự khiến ai cũng bất ngờ. Bản thân Nhậm Thu Hùng cảm thấy bất mãn trong lòng, nhưng anh không dám nói ra, sau đó anh lại đoán Phương Tôn muốn dùng Lâm Thanh Diện để thử thách anh. Đây có thể là thâm ý của thống soái, tôi nghĩ chắc ông ta ngoại trừ ý định tôi luyện quân sĩ thần Long Vệ, chắc là đồng thời ông muốn thử thách tôi, mấy năm nay tôi luôn thèm thuồng dòm ngó vị trí tổng quản giáo, có thể thống soái cảm thấy tôi quá coi trọng vị trí của ông. Nên mới tìm Lâm Thanh Diện này đến để xem dưới áp lực của người như Lâm Thanh Diện, tôi có thể dẫn dắt tốt thần Long Vệ không? Nhậm Thu Hùng nói với chút cảm thán, lần này thì Trác Nhã cảm thấy Nhậm Thu Hùng nói rất hợp lý, dù sao thì nếu thật sự thống soái không muốn trọng dụng Nhậm Thu Hùng thì sẽ không tìm người mới hơn 20 tuổi về làm tổng quản giáo. Chỉ mong tổng quản giáo này không phải là người chuyên gây phiền phức là được, nghe nói người lâu ngày làm con rể dâng tới cửa, một khi được đổi đời, tính khí sẽ có chút kỳ quái. Chủ yếu là rất thích ra lệnh cho người dưới trướng mình, giống như để bộc phát uất ức ngày trước của mình, nếu mà anh ta là người như vậy thì thật sự tôi sẽ rất đau đầu đây. Trác Nhã có chút lo lắng lên tiếng nói. Nhậm Thu Hùng cười cười và nói, vấn đề này thì cô không cần phải lo, tuy là chế độ cấp bậc trong quân ngũ nghiêm ngặt, cần phục tùng mệnh lệnh, nhưng với những quân sĩ cao ngạo đó, họ chú trọng hơn là thực lực, quân doanh vẫn là nơi vũ lực vi tôn. Nếu tổng quản giáo mới này là người không cái thực lực gì, quân sĩ thần Long Vệ chắc chắn sẽ không để anh ta thoải mái qua ngày đâu, đức không xứng vị, cũng chỉ có thể bị coi thường, căn cứ vào thông tin tư liệu thì tôi cảm thấy anh ta sẽ không trụ nổi quá một tuần là sẽ chủ động rút lui. Nhậm Thu Hùng tự tin lên tiếng. Trác Nhã cũng cười theo mà không nói gì nữ vua. Ánh mắt Nhậm Thu Hùng thâm sâu hơn, anh nhìn chằm chằm vào sấp tư liệu trên tay Trác Nhã, lúc sau mắt anh nhíu lại. Thằng nhóc, cậu giành vị trí tổng quản giáo của tôi, vậy thì đừng trách tôi không tử tế với cậu. Tôi từ nhỏ đã luyện thái quyền, trong quân ngũ hiếm gặp đối thủ, cho dù là người bên ngoài cũng phải gọi tôi tiếng thái quyền tông sư, cậu có tư cách gì mà ngồi trên đầu tôi, đợi cậu đến Bắc Cảnh, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Nhậm Thu Hùng lẩm bẩm. Không lâu sau, một người có thân hình gầy xuất hiện trên đường, Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã có chút bất ngờ nhìn theo dáng người đó. Đến rồi, chính là cậu nhóc này, Nhậm Thu Hùng nói. Trác Nhã liến mắt quan sát Lâm Thanh Diện và lẩm bẩm nói, quả thật quá bình thường, xem ra thống soái thật sự vì muốn thử nghiệm mọi người nên mới tìm anh ta, nhưng mà theo ý kiến của quản giáo Nhậm thì e là anh ta sẽ gặp rắc rối đây. Chương 939, ra oai phủ đầu. Nhậm Thu Hùng nghe Trác Nhã nói thế thì cũng bật cười nói, lát nữa cô cứ chờ xem,
tôi sẽ cho vị huấn luyện viên mới của chúng ta hiểu rõ, đi lính không thể so với việc làm gia chủ uy phong trong xã hội thế tục được. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện đã đi tới chiếc xe Jeep này, anh cũng không mang nhiều đồ, trên người chỉ đeo một chiếc túi, trong đó có mấy bộ quần áo để thay đổi và một số vật dụng quan trọng. Mặc dù Phương Tôn không nói cho anh biết lần này anh sẽ làm huấn luyện viên trong bao lâu, nhưng Lâm Thanh Diện cảm thấy chỉ cần mình huấn luyện tốt tướng sĩ thần Long Vệ thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, mà chuyện này thì làm rất dễ, nên anh cảm thấy có lẽ mình sẽ không ở lại Bắc Cảnh quá lâu. Trước khi rời đi, Lâm Thanh Diện đã thu xếp ổn thỏa các công việc trong nhà họ Lâm, đồng thời mấy ngày trước anh đã thông báo cho người ở Bắc Cảnh, rồi bắt đầu tập trung ở bên hai mẹ con Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc. Mặc dù lần này Hứa Bích Hoài không nỡ để anh đi Bắc Cảnh, nhưng suy cho cùng cô cũng hiểu rõ Lâm Thanh Diện là đi làm chuyện chính sự, nên cô không thể tùy hứng bảo anh ở lại được. Do đó hai người đã nói rõ, trong lúc Lâm Thanh Diện xông xáo ở bên ngoài, thì Hứa Bích Hoài sẽ chăm lo việc nhà, quản lý mọi chuyện trong nhà họ Lâm, như vậy mới ra dáng một cặp vợ chồng hoàn hảo. Sau khi đi tới chiếc xe Jeep, Lâm Thanh Diện nhìn lướt qua trong xe, nhận ra trong xe có một nam một nữ. Anh đã sớm biết hai người tới đón mình có bao nhiêu nhiệt tình, cũng biết rõ tên của hai người này. Anh đứng bên xe đợi hai người bước xuống, nhưng một lúc sau, hai người vẫn không có ý định xuống xe. Trác Nhã vốn định xuống xe chào hỏi Lâm Thanh Diện, nhưng bị Nhậm Thu Hùng ngăn cản. Ý của anh ta là muốn xem thử sau khi Lâm Thanh Diện bị coi thường như thế sẽ làm gì, rồi thuận tiện tiêu diệt khí thế của anh, để anh hiểu rõ người trong quân đôi không hề dễ trêu. Lâm Thanh Diện thấy Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã đều không có ý định xuống xe, hơn nữa còn thấy dáng vẻ giả vờ như không nhìn thấy mình của hai người trong xe, thì trong lòng cũng đoán ra được bọn họ muốn làm gì. Anh nở nụ cười chế giễu rồi hét lớn về phía hai người đang ngồi trong xe, Nhậm Thu Hùng, Trác Nhã. Hai người mau xuống xe cho tôi. Là cao thủ hóa cảnh nửa bước, nên giọng nói Lâm Thanh Diện rất hùng hồn, hơn nữa còn có lực xuyên thấu, cho dù cách lớp cửa kính, cũng có thể gây chấn động màng nhĩ. Hai người Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã đều là người nhanh trí, nên vội vàng xuống xe. Nhậm Thu Hùng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, rồi nở nụ cười nói, anh là Lâm Thanh Diện, thật ngại quá, lúc nãy chúng tôi đang tán gẫu nên không chú ý đến anh. Trác Nhã cũng nói theo anh ta, chào tổng huấn luyện viên, tôi là chỉ đạo viên của anh, tên là Trác Nhã. Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói, lần này hai người làm nhiệm vụ gì? Trác Nhã vội đáp lại, là đón tổng huấn luyện viên đi Bắc Cảnh ạ. Vậy mà lúc tôi xuất hiện trước mặt hai người không hề nhìn thấy tôi, đây có được xem là thất trách của hai người không? Lâm Thanh Diện chất vấn. Hai người đều sửng sốt một lát, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đổ thẳng tội thất trách lên đầu bọn họ. Huấn luyện viên Lâm, chúng tôi chỉ phân tâm một chút thôi mà, đâu cần nói nghiêm trọng như thế. Nhậm Thu Hùng nhìn Lâm Thanh Diện hơi bất mãn. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Nhậm Thu Hùng rồi hừ lạnh, tôi là tổng huấn luyện viên hay cậu thế? Tôi làm gì cũng cần cậu nhắc à. Nhậm Thu Hùng thấy Lâm Thanh Diện lấy chức vụ tổng huấn luyện viên ra đè mình, thì nhất thời không thể phản bác lại, đành phải đáp lại một câu, tổng huấn luyện viên nói đúng, là do tôi lắm lời. Chỉ một việc nhỏ như đón người cũng làm không xong, đủ để thấy rõ năng lực làm việc của hai người, thảo nào chỉ huy của hai người lại tới tìm tôi làm tổng huấn luyện viên. Lâm Thanh Diện không hề nể tình phê bình Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã. Nhậm Thu Hùng cũng không ngờ. Anh vốn định ra oai phủ đầu với Lâm Thanh Diện, nhưng không ngờ lại bị anh ta cho rằng mình không có năng lực, lần này anh có muốn giải thích cũng chẳng còn cơ hội. Trong lòng Trác Nhã đã hận Nhậm Thu Hùng đến thấu xương, sớm biết thế này, cô đã không nghe theo lời anh ta. Giờ hai người mỗi người hít đất 100 lần, xem như là trừng phạt, nếu còn tiếp diễn, sẽ không đơn giản là hít đất như này nữa đâu. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã liếc nhìn nhau, giờ bọn họ đang ở trên đường. Nếu Lâm Thanh Diện bảo hai người hít đất, chắc chắn hai người sẽ bị người khác chê cười. Sao thế, mệnh lệnh của tổng huấn luyện viên như tôi không có tác dụng à? Xem ra tôi phải đi tìm chỉ huy của hai người để nói chuyện mới được. Lâm Thanh Diện nói, tôi sẽ làm ngay, Nhậm Thu Hùng vội nói, nếu bị chỉ huy biết anh cố ý xem thường tổng huấn luyện viên mới, vậy thì sau này anh đừng hòng nghĩ đến vị trí tổng huấn luyện viên đó nữa. Nói xong, Nhậm Thu Hùng nằm nhoài xuống đất, bắt đầu hít đất. Không ít người đi đường thấy thế thì bắt đầu bao quanh xem náo nhiệt. Mặc dù trong lòng Nhậm Thu Hùng khó chịu, nhưng anh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, đồng thời càng tin chắc rằng Lâm Thanh Diện không có bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào thân phận tổng huấn luyện viên này để đè ép anh. Trác Nhã thấy Nhậm Thu Hùng đã bắt đầu hít đất,
thì trên mặt nhất thời đầy khó xử. Cô là một văn chức ở Bắc Kinh, bình thường huấn luyện rất ít, chuyện hít đất 100 lần với cô thật sự chính là địa ngục, huống hồ giờ cô còn đang đứng trên đường. Lâm Thanh Diện thấy Trác Nhã không nhúc nhích thì mở miệng hỏi, cô muốn kháng lệnh. Trác Nhã vội lắc đầu đáp, tổng huấn luyện viên, tôi là nữ. Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói, xin lỗi, đối với tôi nam nữ bình đẳng, đã phạm lỗi thì phải bị phạt. Trác Nhã thấy dáng vẻ không hề nể tình của Lâm Thanh Diện, đành phải nằm nhoài xuống đất, bắt đầu hít đất. Nhậm Thu Hùng là cao thủ Muay Thái, nên chuyện hít đất 100 lần với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, trong nháy mắt đã hít xong. Còn Trác Nhã thì khổ sở hơn, mặc dù thể chất cơ thể cô mạnh hơn các cô gái bình thường rất nhiều, nhưng chuyện hít đất 100 lần với cô vẫn khá khó khăn, sau khi hít xong, cánh tay cô đã bắt đầu không nhấc lên nổi. Nhậm Thu Hùng nhìn Trác Nhã, trong lòng tràn đầy áy náy, thầm nghĩ cô vì mình mới bị phạt như thế, sớm biết Lâm Thanh Diện sẽ thế này, anh đã không liều lĩnh như vậy. Đồng thời trong lòng anh càng không có cảm tình với Lâm Thanh Diện, anh thề mình nhất định phải cho anh ta biết sự lợi hại của mình. Khi nào đến Bắc Cảnh rồi, anh sẽ cho anh ta biết, rốt cuộc đó mới là địa bàn của ai. Lâm Thanh Diện không sợ mình làm vậy sẽ đắc tội với Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã, mặc dù anh chưa từng đi lính, nhưng anh biết quân đội là nơi thế nào, nếu anh biểu hiện dễ dãi ngay từ đầu, chỉ sợ mấy tướng sĩ kiêu căng khó thuần này sẽ lật trời khi đứng trước mặt anh. Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra Nhậm Thu Hùng cảm thấy mình không đủ để họ tín phục, nhưng anh không vội, đợi đến Bắc Cảnh rồi, anh sẽ có cơ hội để họ hiểu rõ, nắm đấm của mình không như người bình thường. Cuối cùng, Trác Nhã cũng khổ sở hít đất xong, rồi đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện đã hiện rõ một chút ai oán. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, mà ngồi thẳng lên xe. Trác Nhã quay đầu liếc nhìn Nhậm Thu Hùng, anh ta nhân lúc Lâm Thanh Diện lên xe, mà nói nhỏ với cô một câu, cô yên tâm, tôi sẽ cho anh ta biết tay, không phải làm tổng huấn luyện viên thì có thể diễu võ dương oai trước mặt chúng ta. Chương 940, tới Bắc Cảnh rồi. Sân bay quân dụng Kinh Đô. Sau khi Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã lái xe Jeep chở Lâm Thanh Diện đến đây, thì ba người cùng lên máy bay, chính thức bay tới Bắc Cảnh. Vì chuyện xảy ra lúc trước, nên hai người Trác Nhã và Nhậm Thu Hùng không muốn để ý đến Lâm Thanh Diện, do đó từ lúc lên máy bay bọn họ luôn trầm mặc, thỉnh thoảng Trác Nhã còn ai oán liếc nhìn Lâm Thanh Diện, như đang trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù gì trong quân đội Trác Nhã cũng được đối xử như một bông hoa, quân đội vốn mang tình thế thừa trai thiếu gái, mà ngoại hình Trác Nhã lại xuất chúng, gần như tất cả đều nâng niu cô như một bông hoa, làm gì có người trừng phạt bắt cô hít đất chứ. Giờ tổng huấn luyện viên mới vừa tới đã phạt cô, như thể không hề xem cô là con gái vậy, tất nhiên trong lòng cô sẽ thấy hơi khó chịu rồi. Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra sự oán giận của Trác Nhã, thấy cô im lặng không nói gì, anh liền cố ý bắt đầu hỏi cô một số vấn đề. Cho dù trong lòng Trác Nhã có oán giận đến đâu đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ là chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện, nên cô không thể không trả lời câu hỏi của anh, cô đành phải trả lời anh bằng thái độ lạnh nhạt. Lâm Thanh Diện cũng không để ý đến thái độ mà Trác Nhã đối xử với mình, so với biểu hiện mà các cô gái anh từng gặp lúc trước, thì anh càng hài lòng khi Trác Nhã tỏ thái độ tồi tệ với mình. Không phải Lâm Thanh Diện tự luyến, mà với những thành tựu trong độ tuổi này của anh, quả thật rất dễ thu hút sự chú ý của các cô gái. Vì anh biết rõ mọi người thường sùng bái những người có năng lực xuất chúng. Thông qua một số câu hỏi thăm dò, Lâm Thanh Diện đã hiểu rõ một số tình huống hiện tại ở Bắc Cảnh, cũng như hiểu biết chung về nơi mình sắp tới này. Bắc Cảnh của nước Xê tiếp giáp với nước Xa, với khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, mặc dù dân cư thưa thớt, nhưng quả thật là trọng địa quân sự của nước Xê, chỉ khi nào bảo vệ được phòng tuyến nơi này, thì người dân trong nước mới có thể hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp. Những năm gần đây mặc dù nội địa nước C bình an ổn định, mọi người đều mang dáng vẻ vui vẻ phồn thịnh, nhưng biên giới đất nước không hề bình yên như mọi người nghĩ. Những năm gần đây nước C và nước Sa không ngừng đấu đá lẫn nhau, mặc dù không xảy ra xung đột quá lớn, nhưng lại thường xuyên xảy ra các vụ xung đột nhỏ. Cũng may thực lực của nước C ngày càng hùng mạnh, nước Sa đã sớm không địch lại, hơn nữa Bắc Cảnh còn có đội quân mạnh mẽ như thần Long Vệ, nên nước Sa chỉ dám thăm dò từng ly từng tí, chứ không dám làm gì nước C. Chính vì có những chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng ở Bắc Cảnh, nên người dân nước C mới có thể trải qua cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nhưng cho dù nước khác không dám xâm lấn, thì nước C cũng không thể buông lỏng một giây nào, dù gì tình hình thế giới cũng biến đổi liên tục, không ai biết tương lai sẽ thế nào, nên mọi người đều nghĩ cách để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Phương Tôn tìm Lâm Thanh Diện làm tổng huấn luyện viên thần Long Vệ, cũng chính vì lý do này.
Diện tích Bắc Cảnh khá rộng lớn, nước C có vô số quân đội hùng mạnh, Thần Long Vệ chỉ là một đội quân mạnh nhất ở trong đó. Ngoài Thần Long Vệ, Bắc Cảnh còn có rất nhiều đội quân xuất chúng, một khi bọn họ liên hiệp lại sẽ trở thành đội canh phòng mạnh nhất nước C. Trong căn cứ quân sự Thần Long Vệ ở Bắc Cảnh, lúc này có mấy người mặc đồ rằn di đang đứng trên vách núi treo leo, bên dưới vách núi là căn cứ của Thần Long Vệ, từ vị trí này nhìn xuống có thể nhìn thấy rất rõ căn cứ Thần Long Vệ. Mấy người mặc đồ rằn di đang kéo một sợi dây thừng, trên dây thừng có buộc một người, bọn họ hạ người đó xuống vách núi, sau khi hạ xuống khoảng mười mấy mét, người kia liền cắm cờ chiến trong tay mình lên vách núi. Tổng đội trưởng, anh đã cắm xong chưa? Một chàng trai có vóc dáng to lớn hô lên. Cậu kéo tôi lên đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên, người kia liền kéo sợi dây thừng lên. Người được thả xuống dưới để cắm cờ chiến là tổng đội trưởng của Thần Long Vệ, người này tên là Tằng Nghị, mặt chữ điền, thân hình vạm vỡ, ánh mắt thâm trầm, vừa nhìn đã tạo cho người khác cảm giác trầm ổn. Mà mấy người theo Tằng Nghị tới đây cắm cờ chiến đều là đội trưởng các phân đội trong Thần Long Vệ, bọn họ đều là những người tinh anh, cho dù đặt ở nơi nào cũng tồn tại như một binh vương. Tổng đội trưởng, lát nữa tổng huấn luyện viên mới tới đây nhậm chức, phải bàn giao cờ chiến, anh nói xem nhậm huấn luyện viên bảo chúng ta cắm cờ chiến ở đây, chẳng khác nào đang ra oai phủ đầu với tổng huấn luyện viên mới, ngộ nhớ anh ta tức giận thì sao? Một người đàn ông da ngăm đen mở miệng hỏi, người này có biệt danh là Lão Hắc, là đội trưởng phân đội 1 của Thần Long Vệ. Anh thì biết cái gì, nhậm huấn luyện viên là muốn ra oai phủ đầu với tổng huấn luyện viên mới đó, tôi nghe nói tổng huấn luyện viên mới của chúng ta là người trong gia tộc lớn ở Kinh Đô. Hạng người này thường sống trong nhung lụa, chắc chắn chưa từng chịu khổ, tôi không hiểu vì sao cấp trên lại bảo anh ta tới đây làm tổng huấn luyện viên cho chúng ta, nhưng nếu người tới là kẻ vô dụng, thì tôi chắc chắn sẽ không có ai nghe lời anh ta. Nhậm huấn luyện viên bảo chúng ta cắm cờ chiến ở đây, là vì muốn kiểm tra tổng huấn luyện viên mới một lát. Đại pháo đội trưởng phân đội 2 mạch lạc nói. Nói cũng đúng, tôi thật sự không biết cấp trên đang nghĩ gì nữa. Bảo một người trong gia tộc lớn ở Kinh Đô tới đây làm tổng huấn luyện viên cho chúng ta, nếu tổng huấn luyện viên mới này không có bản lĩnh gì, chỉ sợ anh ta sẽ bị chúng ta bắt nạt thôi. Ha ha, nói rất đúng, để tổng huấn luyện viên mới này hiểu rõ thế nào là xã hội hiểm ác, ngày nào chúng ta cũng huấn luyện khô khan như thế, nói không chừng huấn luyện viên mới là thú vui do cấp trên ban cho chúng ta. Mấy người còn lại cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Tằng Nghị nhìn chằm chằm mấy người đó rồi nói, được rồi. Huấn luyện viên mới còn chưa tới đây, mà các cậu đã nghĩ cách gây sự với người ta rồi, ngộ nhỡ người ta là người có bản lĩnh, đến lúc đó người xui xẻo sẽ là các cậu đấy. Ôi cha, tổng đội trưởng, anh nghĩ nhiều rồi, anh nghĩ thử xem một người quen sống trong nhung lụa, thì có bản lĩnh đến đâu, có lẽ cũng chỉ giỏi việc kiếm tiền và tán gái thôi, nhưng ở đây chúng ta là tôn sùng thực lực, nếu đánh không lại thì phải để mặc cho người ta đánh, nên người xui xẻo chỉ có thể là anh ta thôi. Rõ ràng đại pháo khá xem thường tổng huấn luyện viên mới. Nói không chừng ngay cả tôi huấn luyện viên mới này cũng đánh không lại, khi nào có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ đánh đơn độc với anh ta, nếu thắng, vậy thì tôi sẽ được nổi tiếng. Lão Hắc cũng nói với vẻ mặt đầy mong đợi. Tằng Nghị cũng không phản bác lời bọn họ, rõ ràng anh cũng xem thường tổng huấn luyện viên mới này, nhưng anh là người sống nội tâm, nên không nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Trong lúc mọi người đang bàn tán, một người vươn tay chỉ về phía chân trời xa xa, rồi nói, mọi người mau nhìn xem, là máy bay trực thăng, có lẽ là trực thăng của tổng huấn luyện viên mới. Mọi người đều nhìn về phía đó, sau đó Tằng Nghị vội nói, chúng ta mau đi thôi, từ đây xuống dưới đó phải mất một khoảng thời gian, chúng ta phải xuống căn cứ trước khi họ hạ cánh. Mọi người đều gật đầu, rồi vội vàng đi xuống núi từ sườn dốc bên kia. Giờ cờ chiến được cắm trên vách núi, nếu Lâm Thanh Diện muốn lấy cờ chiến, thì có hai sự lựa chọn, một là tự đi vòng qua từ sườn dốc bên này, rồi sai người kéo dây thừng xuống lấy cờ chiến. Hai là leo thẳng lên vách núi, nhưng vách núi này cao tới 100 mét, cho dù là chiến sĩ được huấn luyện bài bản, cũng không cho rằng tổng huấn luyện viên mới có thể leo tới vách núi cao như thế. Nên lễ việc bàn giao của Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ rất mất mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 940.